mình về, nguyện làm một chiếc lá đa sông về. AI dành cho việc tạo các cái nội dung để marketing bán hàng thì rất vui mừng cho ban tổ chức của cái buổi talk show hôm nay là chúng ta sẽ có anh Quốc sẽ là người chia sẻ. Thì em giới thiệu qua một chút lại là anh Quốc đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành IT. Nhiều vị trí từ lập trình cho đến là quản lý dự án, và hiện tại thì anh Quốc đang làm chủ hai cái startup, một startup là trực tiếp là về công nghệ AI và ứng dụng thêm cả những cái công nghệ khác trong cái social listening. Ngoài ra thì anh cũng thành lập một cái thương hiệu là Hương Sắc Huế để mà bán các cái sản phẩm thủ công và từ những cái sản phẩm nông nghiệp tại địa phương Huế, mang tính bản địa khá là cao, và có nhiều những cái sản phẩm được chế tác bằng những cái phương pháp truyền thống khá là đặc sắc. Đấy, thế thì hôm nay khi mà chia sẻ đến cái phần này thì cũng sẽ có sử dụng luôn những cái sản phẩm đấy về vào những cái trường hợp thực tế mà chúng ta sẽ áp dụng AI trong cái việc mà marketing làm sao để cho đạt hiệu quả cao. Thì hiện tại cái ngành marketing ấy thì nó đứng ở trên top 1 của cái những cái lĩnh vực mà bị ảnh hưởng mạnh bởi AI. Đấy. Thế nên là cái ứng dụng của AI vào trong cái lĩnh vực này nó đặc biệt là lớn. Đấy, nên là nhóm cái nền chuyển đổi số thì chọn là cái buổi mở đầu cho cái series về AI sẽ là đánh vào cái lĩnh vực marketing. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung vào cái đối tượng đa số ở trong nhóm là những cái người mà kinh doanh cá nhân, kinh doanh hộ gia đình hoặc là SME, kinh doanh nhỏ lẻ, để làm sao mà chúng ta áp dụng những cái công cụ miễn phí nhưng mà đạt hiệu quả tốt nhất, và với cái điều kiện là chúng ta sẽ không có một cái đội ngũ đầy đủ của những cái người chuyên môn, mà để mà mỗi người làm một cái công việc khác nhau trong cái việc mà từ cái ý tưởng ban đầu để mà ra được cái sản phẩm marketing. Sẽ không có cái người mà chuyên để chỉ nghĩ nội dung, không có người mà chỉ chuyên để mà thực hiện những cái câu lệnh đấy, mà chúng ta sẽ là những cá nhân một mình chúng ta phải làm hết. Đấy, hoặc là hộ gia đình thì làm sao để mà chúng ta vẫn ứng dụng được AI khi mà chúng ta không có những cái người được đào tạo chuyên biệt về những cái chuyên môn như vậy. Thì anh Quốc cũng đứng vai trò là một người đang làm cái công việc đó và trải qua thực tế, thì anh Quốc sẽ cùng chia sẻ với chúng ta ngày hôm nay, thì rất mong là sẽ đem đến được nhiều những cái giá trị cho cả nhà. Và thì sau đây thì em xin nhường lời cho anh Quốc ạ. Anh Quốc có thể share màn hình và chúng ta sẽ đi theo cái tiến trình mà anh sẽ chia sẻ ạ. Và em cảm ơn ạ. Chào các mọi người, để sẽ mình xem hành hào. Để bác sĩ vào vấn đề. Sau đây mọi người mình vào lại nhé, mình sẽ xét quyền cho máy nhé. Mình vào lại ngay.
Ok. Thế mọi người thấy màn hình bên chưa? Xin chào mọi người. Dạ, nhìn rõ màn hình rồi anh Quốc ạ. À rồi rồi ok. Sau đây mọi người về máy mình mới làm lại cái đâu nên nó tôi sẽ diễn viên này. Ok. Để thấy slide anh đã chia sẻ rồi nhé. Đầu tiên thì anh giới thiệu đầu tiên thì mình xin giới thiệu về bản thân một xíu là mình tên là Quốc đấy. Và hiện mình đến từ thành phố Huế miền Trung thì ngay có thể là vì mình nói giọng miền Trung nên có thể các bạn chưa nghe rõ thì mình cũng cố gắng nói chậm, và trong quá trình mình chia sẻ thì nếu có gì cần nếu có gì mọi người chưa nghe rõ thì có thể chat hoặc là nói lên để giúp để có thể mình sẽ giải thích lại toàn đó để mọi người có thể dễ tiếp thu hơn ha. Rồi hiện tại thì như cũng những phúc đã có chia sẻ sơ về bản thân mình một xíu rồi, và hiện tại là mình đang là hỏi một startup đó là một công ty về một công ty về AI có tên là Satoriway. Thì công ty của mình là tiếng đào tạo về AI, về cơ bản, về AI nâng cao, AI cơ bản và AI nâng cao. Thì mình đang tập trung chủ yếu vào những cái đào tạo AI chuyên sâu, ví dụ như là phân tích dữ liệu sử dụng AI, hay là tạo những cái tạo sách, tạo những cái khóa học sử dụng AI. Đấy là những cái ứng dụng cơ bản. Rồi, ngoài ra thì dịch vụ chính của bên mình là xây dựng AI chatbot. Đấy. Và cái AI chatbot này có thể là được ứng dụng rất là nhiều, ví dụ như mọi người có thể dùng cái chatbot vào fanpage để có thể chăm sóc khách hàng, để có thể hay là dùng vào web của công ty để có thể chăm sóc khách hàng và tư vấn nội bộ, hay là những cái dịch vụ gì mà mọi người có thể sử dụng cái chatbot. Thì hiện tại là mình đang xây dựng một cái nền tảng để mọi người có thể dễ dàng tự tạo được một những cái chatbot cho cá nhân và cho doanh nghiệp. Đấy. Ngoài ra thì hiện tại là mình cũng đang có một cái dự án về xây dựng thương hiệu thương sắc Huế, là để tập trung vào những cái sản phẩm về thủ công mỹ nghệ, về nông nghiệp đặc trưng của thành phố Huế, để có thể quảng bá giúp những sản phẩm này lên mạng xã hội, lên những cái kênh online. Thì hiện tại là mình thì thương hiệu thương sắc Huế thì mình cũng đang chuẩn bị thôi nên chưa có gì rõ ràng, nên mình chưa public được. Thì có cái dịch vụ về Satellite thì mình cũng vừa cái này cũng vừa mở thôi ha, mà đây là cái phần bay của mình thì mọi người có thể like nó. Và ở trên này thì mình cũng thường xuyên chia sẻ những kiến thức về AI hay là những thông tin về AI trên thế giới đấy. Và sắp tới là mình sẽ tập trung vào chia sẻ những cái nội dung về chatbot, vì thật sự là theo xu hướng của mình nhận thấy, theo kinh nghiệm bản thân của mình nhận thấy, thì xu hướng sắp tới sẽ tập trung vào ứng dụng về chatbot rất là nhiều. Nó có thể giúp mọi người chăm sóc khách hàng, hay là tư vấn nội bộ, hay là tạo những cái giáo viên ảo, hay là tư vấn về thuế, về luật hay gì đấy. Đấy, nó được ứng dụng rất là nhiều, và đây cũng là định hướng về định hướng cốt lõi của công ty mình. Đấy. Rồi, ok, hôm nay thì mình cũng rất vui khi được cộng đồng cải nên mời chia sẻ buổi hôm nay. Thì buổi hôm nay là mình sẽ chia sẻ về cách ứng dụng AI trong sáng tạo nội dung quảng cáo, bán hàng trên mạng xã hội, và mình sẽ tập trung vào những cái công cụ AI miễn phí hiện tại. Đấy. Về chia sẻ ngày hôm nay thì mình sẽ tập trung chủ yếu vào những bạn là thứ nhất là chưa có kinh nghiệm gì về chưa có kinh nghiệm hoặc là có kinh nghiệm ít về cách sử dụng AI, và những bạn mà chưa có kinh nghiệm hay là chưa biết gì về thì mình có thể sử dụng AI để mà biết cách bán hàng, biết cách viết bài. Đấy. Đây là một cái ứng dụng rất là mạnh mẽ mà AI cung cấp cho mọi người trong công việc, vì mọi người cũng không cần phải có cái nghĩa, không cần phải mất nhiều thời gian để mà học hỏi về những cái mạng mà mọi người không biết, ví dụ như mạng quảng cáo, viết bài chẳng hạn.
thì có thể sử dụng AI được không? À, có thể thì có thể sử dụng AI để giúp sức và cũng không cần phải mất nhiều thời gian để nó tìm hiểu về nó. Rồi mình đi tiếp ha. Đấy thì rồi hôm nay mình sẽ tập trung vào các việc nội dung content để mà mọi người muốn quảng cáo một cái sản mà quảng cáo một sản phẩm bán hàng thì mọi người cần phải chăm sóc cái fanpage của mình hàng ngày hay là thường xuyên đúng không? Thì khi mà chăm sóc fanpage để mà quảng cáo sản phẩm thì thường một bài viết sẽ có một bài viết sẽ bao gồm là nội dung bài viết, nội dung quảng cáo và thứ hai là hình ảnh và video minh họa. Đây là một bài một thường xuyên ở trên Facebook. Đấy. Thì để làm được những cái việc này thì mình sẽ ứng dụng AI vào. Mình sẽ sử dụng những cái AI tạo sinh văn bản để mà có thể tạo ra được nội dung bài viết. Ok, mình đi tiếp ha. Thì mình sẽ ứng dụng AI để mà thứ nhất là tạo nội dung viết bài và nếu mà chưa có kinh nghiệm về viết bài, chưa có cái kiến thức về marketing thì có thể hỏi AI để mà có được những cái kiến thức này. Và sau đó mình sẽ sử dụng những cái từ khóa mà được AI cung cấp để có thể viết bài và viết bài hàng loạt. Tức là mọi người có thể sử dụng AI. Hôm nay mình sẽ demo cho mọi người có thể dành khoảng 2 đến 3 tiếng là có thể tạo được nội dung để mà dùng được trong khoảng 1 tháng rồi. Đấy, chỉ cần khoảng 20 đến 30 bài viết là mọi người có thể chăm sóc fanpage của mình trong 1 tháng rồi. Và mọi người chỉ cần phải dành ra 2 đến 3 tiếng sử dụng các cái công cụ AI này. Đấy, đầu tiên mình sẽ tạo nội dung ban đầu, sau đó sẽ chỉnh sửa nội dung cho nó hay hơn ha. Rồi sau đó sẽ là sử dụng các công cụ tạo sinh hình ảnh để mà tạo được hình ảnh minh họa cho bài viết. Rồi thì mình sẽ giới thiệu bộ thấp nhất đấy là bộ công cụ AI miễn phí hiện tại ha. Thì đầu tiên là nổi tiếng nhất trong thời gian vừa qua, trong 1 năm vừa qua thì nổi tiếng nhất là ChatGPT. Và hiện tại là ChatGPT này đã được bên phía nhà cung cấp là OpenAI cho phép đăng ký tài khoản chính chủ ở Việt Nam mình rồi. Đấy. Thì không biết là mọi người đã có tài khoản ChatGPT này chưa? Nếu có rồi mọi người comment số 1 giúp mình nha. Nếu chưa có thì số 2. Đấy, vì hôm nay mình sẽ tập trung chủ yếu vào cái công cụ ChatGPT này. Số 2 khá nhiều ha. Tỷ lệ số 1 và số 2 có vẻ cũng ngang ngang nhau ạ. Số 2 cả số 2 mà nhiều là hơi buồn đấy. Thì thật sự công cụ này rất là mạnh mọi người nhá. Ok. Thôi được rồi, những người mà chưa biết đến ChatGPT thì hôm nay mình sẽ giới thiệu và mọi người cố gắng là đăng ký tài khoản và sử dụng thử nó ngay trong tối nay hoặc sáng mai nhé. Vì đấy là vì nếu mà không biết nó thì có thể sẽ bị gọi là sẽ bị lạc hậu đấy. Vì thật sự AI nó ứng dụng công việc rất là tốt và nâng hiệu quả của công việc, nâng hiệu quả trong công việc của mọi người rất là cao. Theo về thống kê trên thế giới thì một người biết sử dụng AI trong công việc có thể thay thế được 2 đến 3 người mà không biết sử dụng AI đấy. Nên vai trò ở đây là gì? Nếu mà người không biết sử dụng AI để mà hỗ trợ công việc của mình thì rất dễ bị đào thải sau này. Ok, mọi người nếu mà chưa biết nó thì hôm nay mình sẽ giới thiệu và mọi người cố gắng dành thời gian để mà trải nghiệm nó thêm ha. Đầu tiên là ChatGPT. Đây là một công cụ AI tạo sinh text là chủ yếu, và sau này nó có dùng thêm là tạo sinh hình ảnh nữa. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu phiên bản miễn phí của ChatGPT là ChatGPT bản 3.5.
Đây mọi người có thể truy cập về link này. Đây, chat GPT này thì có hai phiên bản, một phiên bản là miễn phí là bản 3.5 này và một phiên bản là có phí, là hiện tại là đang có khoảng phiên bản có phí thì sẽ là khoảng 20 đến 30 đô la cho một tháng sử dụng, tùy là sự mọi người sử dụng bản Plus hay là bản tin. Đấy. Ok, mình sẽ vào ChatGPT này luôn. Đây, mọi người đăng ký tài khoản nha. Vì hiện tại là mình đã có tài khoản rồi nên mình không có đăng ký. Thì thật sự cách đăng ký tài khoản cũng rất là dễ mọi người. Đây. Thì để tránh mất thời gian thì mọi người có thể tự tìm hiểu thêm ha. Vì cái cách đăng ký tài khoản này nó rất là dễ, và nó khi mọi người Google cách người tìm cách để cài thì cũng đã có nhiều bài chia sẻ rồi. Okay. Rồi công cụ AI thứ hai mình muốn giới thiệu là Google Bard. Thì đây là cũng là một một cái công cụ AI miễn phí đến từ do Google cung cấp. Thì Google Bard này là cũng là một cái công cụ tạo sinh text là chủ yếu mọi người ha. Đấy. Thì mình sẽ giới thiệu sơ qua rồi sau đó mình sẽ giới thiệu thêm là tạo sinh text là gì. Rồi đây đi tiếp công cụ thứ ba là một công cụ của bên phía Microsoft là Microsoft Copilot. Thì Microsoft Copilot này để mình kết nối lên. Đây, mình sẽ mở cho mọi người. Ồ, bạn chồng. Đây, Copilot này thì mọi người có thể cũng là đăng ký và đăng nhập tài khoản luôn nha. Đây, tài khoản này là tài khoản bên phía Microsoft đấy. Để mọi người thường sử dụng Windows thì cũng có thể sử dụng tài khoản đó được thôi. Có thể đăng nhập vào. Đấy. Thì mình sẽ đi tiếp đi. Yên tâm là mọi người sẽ đi tiếp tiếp trong công cụ sau ha mọi người nha. Và công cụ thứ tư mình giới thiệu là Designer. Đây là cũng là một công cụ để từ Microsoft. Thì công cụ này sẽ giúp mọi người chỉnh sửa hình ảnh. Và mình đánh giá rất cao về công cụ chỉnh sửa này vì nó tích hợp rất là sâu AI nhưng mà hiện tại đang cho miễn phí. Đấy. Ok, bây giờ sẽ đi sơ qua một số từng công cụ. Đầu tiên là ChatGPT mọi người nha. Đấy. ChatGPT thì ChatGPT bản miễn phí là bản 3.5 mọi người. Vì hiện tại là mình đang dùng bản Plus bản miễn phí. Đấy. Khi mọi người đăng ký tài khoản xong và vào cái link mà mình đã cung cấp thì sẽ có được giao diện như thế này. Đấy. Thì đây là một giao diện chatbot mọi người nhé. Chatbot là gì? Đó mọi người có thể hỏi và đáp. Mọi người có thể hỏi yêu cầu nó thì họ sẽ trả lời cho mọi người. Ví dụ mọi người có thể hỏi bất kể cái gì luôn, bất kể lĩnh vực gì, vì ChatGPT là một cái công cụ AI mà được bên phía gia cung cấp là OpenAI, họ training dựa vào rất là nhiều kiến thức từ trên internet. Đấy, đấy mình hỏi bạn là ai thì nó có cung cấp đây là GPT là được cung cấp bởi OpenAI về trên kiến thức 3.5 này. Đây là bản miễn phí mọi người nha. Thì công cụ ChatGPT này là một công cụ tạo sinh văn bản rất là mạnh và đang dẫn đầu thị trường AI tạo sinh văn bản hiện tại. Nó có hai bản, bản 3.5 và bản 4. Hay bản 4 là bản có phí và trả lời thông minh hơn. Cái cách trả lời và cách
cách đáp ứng yêu cầu của trong mọi người ấy, thì sẽ là thông minh hơn và chiều sâu hơn, và nó có những cái chức năng nó chiều sâu hơn. Ok, tiếp tục là Google 3. Google Bard màn trình đây. Google Bard thì cũng tương tự với ChatGPT đấy, và đến từ gia cung cấp là Google. Đây là một đây là một dịch vụ để mà cạnh tranh bên phía về ChatGPT mọi người nhé. Hiện tại Google và ChatGPT đang cạnh tranh rất là mạnh ở phía, đang chạy đua rất là mạnh về phía AI. Google Bard này cũng là một cái AI nổi tiếng tạo sinh thành văn bản. Mọi người cũng thể hỏi và nó sẽ trả lời cho mọi người. Ok. Rồi đi tiếp. Copilot. Đây, Microsoft Copilot thì cái này cũng tương tự ChatGPT và Google Bard, thì cũng là chủ yếu là tạo sinh văn bản. Nhưng mà hiện tại là Microsoft Copilot này đã sử dụng, có thể nói là sử dụng công nghệ về bên phía OpenAI, tức là nó có thể có dạng tương đồng với ChatGPT, nhưng mà được Microsoft tích hợp thẳng vào những cái công cụ của Microsoft. Và hiện tại Copilot này là đang được tích hợp ChatGPT 4, tức là phiên bản có phí của bên phía ChatGPT đấy. Nhưng mà vì là đang được cung cấp miễn phí nên là có những hạn chế. Ví dụ như ở đây thì mọi người thấy là tốc độ phản hồi của nó rất là chậm, và chỉ được mỗi session, tức là mỗi cái phiên làm việc nó chỉ có thể có tối đa 30 tin nhắn. Thì trong một phiên làm việc này thì nó có thể nhớ những gì mọi người đã trao đổi nhé. Thì mình có thể nói sâu hơn sau, mình giới thiệu sơ qua. Rồi công cụ thứ tư là designer. Designer này cũng để từ Microsoft, và hiện tại là thật sự mình đánh giá rất cao về công cụ này vì nó được tích hợp AI rất là sâu vào nền tảng, nhưng mà lại được cung cấp miễn phí đấy. Ở đây mọi người có thể thấy là đầu tiên là có cung cấp những cái hình ảnh để có thể lấy được những cái mô tả của hình ảnh. Tức là mọi người có thể dùng cái mô tả này để mà có thể tạo ra được những hình ảnh tương tự đấy. Và công cụ này có thể cho phép tạo hình ảnh, tức là tạo hình ảnh dựa vào mô tả của mọi người bằng văn bản đấy. Và thiết kế, đây là một cái công cụ thiết kế bài này, một công cụ thiết kế tức là thiết kế về bài bot lên mạng xã hội, hay là thiết kế những cái bố thiết, mình có thể sử dụng ở này đấy. Đấy, thì chức năng thứ ba rất là mạnh là mọi người có thể xóa những hình ảnh mà mọi người muốn ở trong một bức ảnh. Ví dụ mọi người có bức ảnh này thì có thể xóa hai cái người này để có thể ra được bức ảnh này. Đấy, thứ tư là remove background, tức là có thể xóa hình nền nhé. Đấy, chỉ giữ lại hình chủ thể. Đây là tạo những cái đồng bộ về màu sắc hình ảnh logo đấy. Thì mình chỉ đi sơ qua một xíu về những cái phổ biến thôi, còn mọi người có thể vào đấy và tìm hiểu thêm và trải nghiệm thêm luôn, vì cái này miễn phí đó, nên mọi người cứ trải nghiệm và tìm hiểu nó đó, nó miễn phí để mà có thể sử dụng. Thì đây là một công cụ mình đánh giá rất cao, vì thật sự những cái chức năng như thế này là phải sử dụng AI vào thì mà có thể làm được, và đã được cung cấp miễn phí. Đối với những có một cái công cụ về AI tương tự là Canva,
Đấy, thì Canva nó cũng có những cái chức năng như thế này, nhưng mà là bạn có phí thì mới có những cái chức năng này. Đấy là lý do vì sao mình đánh giá rất cao về công cụ designer này. Rồi. Ok, mà mình giới thiệu sơ qua về bộ cái công cụ này thì không biết là mọi người đã có cái hình dung sơ đã có hình dung sơ về nó và có câu hỏi về cho có câu hỏi gì cho phần này không thì mọi người có thể tương tác ha. Mình có một cái ý kiến cũng có trải nghiệm rồi ấy, thì ví dụ như bây giờ ấy, cái cuộc đua về AI của các cái ông lớn rất là mạnh, đang còn các ông nhỏ nữa. Ví dụ như vừa rồi tôi thiết kế mà viết đề nghị bên ebook maker ấy, nó viết cho tôi một cuốn sách thì nó viết nhanh lắm, trong năm 2 phút rồi nó ra một cuốn sách 6 chương về sức khỏe cho tuổi teen, đọc khá là hấp dẫn. Xong nó hỏi mình xuất bản không, mình không dám, bởi vì nó là cái văn bản nó khi ăn cắp. Thế nhưng mà có một cái câu chuyện là các cái vấn đề về AI hiện nay nó đang còn rất là khủng khiếp, mà đâu đó hàng giây là nó có những cái phát triển. Thế thì về mặt Anh Quốc ấy, tốt nhất ấy là anh collect cho ví dụ như những cái gì mà nó anh gọi là update liên tục thì anh biết được những cái gì nó tốt. Ví dụ như tôi vừa rồi tôi có dùng Dùng Bing thì nó lại không có vẻ như không ổn như ở bên designer này. Thì có nghĩa Bình rằng là có đấy. Bình chỉnh là cái Microsoft Copilot đấy, nó đổi tên thành Microsoft Copilot rồi. Đấy. Ok, cảm ơn anh Minh đã chia sẻ. Thì vì hôm nay là vì buổi hôm nay là anh chỉ chia sẻ về AI cơ bản và ứng dụng nó cho để quảng cáo, để cao bài việc bán hàng anh nhé. Nói chung là về cái chủ đề của anh thì chắc là em sẽ chia sẻ sâu hơn vào những cái buổi chia sẻ sau, và hoặc là sau sau buổi này mình có thời gian thì em sẽ chia sẻ hơn đấy. Thì thật sự là cái cuộc đua AI bây giờ nó rất là nóng, và nó tập trung vào và chủ yếu là những cái ông lớn như mình vừa chia sẻ, là những cái ông lớn này đấy, đấy đây là những ông lớn và đang tham gia cuộc đua rất là mạnh và đang dẫn đầu. Ok, để tránh lăn loạn thì nội dung hôm nay thì mình cũng đi tiếp nhé, và sau buổi này thì có thời gian thì em sẽ chia sẻ nhiều hơn về cái ý mà anh Minh vừa mới chia sẻ anh Minh nhé. Rồi ok, mình đi tiếp thôi. Rồi đây, hôm nay mình sẽ demo cho mọi người cách việc dẫn cái bài nội cách việc nội dung bản nội nội dung bài viết cho cái để mà quảng cáo cho sản phẩm. Thì sản phẩm mà mình muốn demo ngày hôm nay là một cái sản phẩm này, là sản phẩm đây là một sản phẩm hoa khô, tức là hoa tươi mà được sấy khô đấy, và được bảo quản ở trong lò thủy tinh để có thể giữ được hình dạng và màu sắc rất là lâu. Và đấy, mình cũng giới thiệu sơ qua về những cái đặc điểm của sản phẩm này. Thì mình sẽ sử dụng về những cái đặc điểm này về yêu cầu AI viết nội dung bài viết quảng cáo giúp mình đấy. Hay đây là một cái sản phẩm hoa khô cao cấp mà được được sấy khô theo một cái theo theo một cái quy trình rất là phức tạp đấy, và hoàn toàn làm thủ công. Thì hiện tại sản phẩm này đang được một cái nhóm những người phụ nữ ở một cái làng quê ở Huế là đang làm. Thì trong làng có một người là học được nghề này nên về kêu gọi những người khác, những người phụ nữ trong làng khác cùng tham gia cùng học nghề để làm nên sản phẩm này. Thì mình thấy là đây là một sản phẩm rất đẹp và có giá trị, có một cái một sản phẩm gọi là tiềm năng để mà phát triển, nhưng mà thật sự mãi chi cũng không bán được hàng, nên mình cũng rất muốn sử dụng cái sản phẩm này để quảng bá và giúp những chị em ở trong làng có thể có nhiều đơn hàng hơn và có thể tăng gia sản xuất cũng như mở rộng cái nghề này đấy. Ok, mình sẽ không nói nhiều về sản phẩm nhé.
Thì đây là những cái đầu tiên là mọi người, tức là khi mà muốn bán hàng, muốn bán sản phẩm thì đầu tiên mọi người cần phải hiểu rõ sản phẩm của mình đã. Thì mọi người cứ liệt kê những cái ưu điểm và những cái nhược điểm của sản phẩm đi. Đấy. Rồi, là ví dụ ở đây là mình sẽ liệt kê ra những cái năm ưu điểm chính của sản phẩm hoa khô này. Và cái thương hiệu của mình là hương sắc Huế. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng những cái mô tả sản phẩm này để có thể yêu cầu AI viết bài. Rồi, mình sẽ đi vào demo với mọi người nha. Rồi, đầu tiên mọi người hãy truy cập vào ChatGPT. Rồi. Tạo một phiên làm việc mới và ở đây là GPT 3.5. Đây là bản miễn phí. Nếu mà ai có sử dụng ChatGPT bản có phí bản 4 thì có thể nó sẽ mang lại chất lượng tốt hơn mọi người nhé. Ok. Nói sơ qua một xíu là lúc dưới lúc này mình có chia sẻ thì Microsoft Copilot này nó cũng là sử dụng cái công nghệ của ChatGPT, nhưng mà bạn có phí. Thì tại sao mình lại không sử dụng cái luôn cái Microsoft Copilot này để mà viết bài mà lại sử dụng cái thằng ChatGPT bản free này? Đấy. Thì hiện tại là bản free này nó trả lời rất là nhanh. Nó tạo sinh văn bản rất là nhanh và mọi người có thể hỏi, tức là mọi người có thể tạo nội dung ban đầu cũng sử dụng nó để mà có thể ra được cái nội dung nhanh chóng. Còn Microsoft Copilot thì mọi người cũng có thể sử dụng nhưng mà nó bị hạn chế rất là nhiều. Nó sẽ trả lời chậm hơn và những yêu cầu của mình, ví dụ như tạo bảng hay là tạo chi tiết hơn, thì nó theo cái kinh nghiệm sử dụng của mình thì nó không đáp ứng được tốt. Đấy. Thì cũng không chế trách được vì đây là miễn phí và nhưng mà chất lượng hay nó cao hơn nhiều so với bản miễn phí mọi người nhé. Đấy. À, so với cả cái BT bản miễn phí. Ok. Vì những cái đặc điểm đó thì bước đầu mình sẽ tạo nội dung sử dụng chat GPT bản miễn phí này. Ok. Hình Mình chia như là sẻ bên thêm một Microsoft xíu Mỹ về Mỹ của từ bên Anh Quốc không nghe được rõ anh Quốc ơi. ô vậy hả? Dạ, nghe lúc nghe nó không được rõ, nó bị chập chờn. Ồ, vậy chắc là anh nghĩ là do màn đấy. Anh còn nói khá to đấy. Bên Phía em thì cũng nghe được. chắc là do mạng rồi, chắc là do mạng rồi. do màn trộn ngọc đấy. Ok, và mình đi tiếp ha. Rồi, anh sẽ chia, à, mình xin chia sẻ thêm một xíu về những thuật ngữ mà sử dụng rất là phổ biến ở trong AI, là những gì mà mọi người viết với việc ở đây này, việc ở ô chat này, tức là những yêu cầu, những câu hỏi của mọi người. Đấy, thì sẽ có một cái thuật ngữ là prompt. Đấy, đây là thuật ngữ. Thế nếu không biết thì mọi người cũng có thể hỏi cả cái đi luôn nhé. Bài tập này thì những cái gì mà mình viết ở đây, những cái câu hỏi, những yêu cầu mình viết ở đây thì có thể gọi chúng là prompt. Đấy, thì cũng nếu mà dịch ra tiếng Việt thì có thể gọi là câu lệnh hay là yêu cầu, nhưng mà nó không 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 được đúng lắm vì đây là một thuật ngữ tiếng Anh và mình nghĩ nên sử dụng cái thuật ngữ này để mà mọi người biệt để mà sửa sau này, tức là mọi người có thể tìm hiểu thêm trên Google hay là tra thêm, tìm hiểu thêm thì mọi người sử dụng cái từ khóa này thì nó sẽ chính xác hơn. Ví dụ như là cấu trúc việc một một năm như thế nào. Hai cái này để sau đây ha. Đấy. Rồi. Prompt tức là những gì mình viết đây mọi người nha. Ok, bây giờ mình sẽ viết prompt để mà tạo được nội dung bán hàng cho sản phẩm
hoa sấy khô cho sức khỏe của mình. Về cấu trúc của một prompt thì mình sẽ vừa demo vừa nói mọi người nhé. Đầu tiên là mọi người nên nên tạo cho nó tức là nên yêu cầu thì AI hiểu là nó đang đóng vai trò gì. Dù hệ động nếu mà được thì một số từ gọi là từ chuyên môn hay là những cái từ phổ biến bằng tiếng Anh ấy mà mọi người biết hay mọi người có thể sử dụng nó thì AI nó sẽ hiểu tốt hơn. Đấy rồi, đầu tiên là mọi người cho nó đóng vai là gì nhá. Ví dụ như ở đây là mình cho nó đóng vai là một chuyên gia tư vấn marketing, một người bán hàng xuất sắc và chuyên bán sản phẩm trên nền tảng thương mại điện tử. Đấy, vì mình đang muốn sử dụng vì mình đang muốn việc nó viết một cái bài viết, những bài viết quảng cáo mà, nên là mình phải gắn vai trò gì đấy cho nó thì nó sẽ mang lại cái output, nó sẽ mang lại cái trả lời là tốt hơn. Cái này mọi người có thể đóng vai khác nha. Ví dụ như mọi người viết một cuốn sách thì đóng vai một cái tác giả cuốn sách nổi tiếng chẳng hạn đấy. Ok, trong một câu lệnh prompt thì không thể không có được cái yêu cầu chủ yếu. Đây ví dụ như hãy hãy những tôi viết một bài đăng báo sản phẩm. Với mạng xã hội đây. Rồi đây là mình yêu cầu, đây là cái nội dung mình yêu cầu AI nó việc gì cho mình nhá. Rồi tiếp tiếp thì ở đây là việc bài đăng sản phẩm thì mình phải giới thiệu sơ về sản phẩm của mình, chứ sản phẩm là gì nó không biết thì nó cũng không việc được. Rồi. Tôi ghi các cái đặc điểm nổi bật của sản phẩm để mà AI có thể dựa vào những đặc điểm này mà viết bài quảng cáo. Ok rồi, để mà lấy được đây mày copy là đặc điểm sản phẩm này. Rồi, dạng vào. Đây, dạ vào. Rồi, mọi người đã sử dụng các gạch đầu dòng nhé. Đấy,
Rồi mình đã dạy. Đây là một câu lệnh mình rõ tương đối là đầy đủ đấy. Nhưng mà bây giờ mình muốn nó bổ sung thêm một xíu. Ví dụ như hãy hãy biết về phong cách như thế nào. Rồi, đấy. Ok ha. Rồi, mọi người xem AI phải trả lời này. Rất là nhanh mọi người ha. Đấy. Đấy, nó viết ra được một cái bài viết dựa vào những đặc điểm mà mình cung cấp này. Đấy. Nhưng mà đối với mình chưa hài lòng với cái nội dung này vì hầu như nó chỉ việc là những gì mà mình cung cấp cho nó đấy. Thì ở đây mình không muốn tạo một bài viết mà mình muốn tạo nhiều bài viết. Mình muốn chuẩn bị bài viết để có thể đăng hàng ngày trong một tháng chẳng hạn đấy. Thì mình có thể yêu cầu ai tạo những ý tưởng việc bài giờ trên cái sản phẩm của mình ha. Rồi ok, thầy yêu cầu mình có thể yêu cầu AI tạo 20 ý tưởng chẳng hạn. Thì ở đây mình sẽ dùng từ từ tiếng Anh là brainstorm. Đấy, cái từ này có nghĩa là động não, nhưng mà mình để từ tương lai mọi người nhé, tức là mình bảo nó hãy suy nghĩ nhiều và cho mình 20 ý tưởng, kiểu như 20 ý tưởng chẳng hạn. Những từ những cái gì mà mọi người chuyên ngành thì mọi người có thể để tiếng Anh đi để AI nó sẽ hiểu tốt hơn, chứ cũng không không nhất thiết là tất cả phải tiếng Việt hay tất cả tiếng Anh. Ok. Đấy. Họ sẽ tạo cho mọi người 20 ý tưởng. Đấy. Mọi người không cần phải đau đầu về chuyện ý tưởng đấy ha. Không cần phải việc hôm nay việc gì, ngày mai sẽ việc cái gì. Đấy. Đã có AI lo việc này thôi. Đấy. Đọc sơ qua thì cũng khá ổn đó, mọi người ha. Rồi, bây giờ đã có được ý tưởng rồi. Đã có được ý tưởng viết bài rồi và mọi người biết là sẽ cần biết cần viết cái gì rồi. Nhưng mà bây giờ mọi người không biết phải viết theo cách gì cho nó hay, nó đọc về phù về nội dung marketing bằng hàng chẳng hạn. Đấy, thì mọi người cũng có thể hỏi AI luôn. Ví dụ như ở đây mình hỏi đấy, mình không biết mình cứ hỏi thế ha. Đấy, mọi người không cần cũng không cần là phải biết nhiều về marketing thì mọi người cũng có thể biết được những cái mô hình này. Đấy, đầu tiên là công thức AIDA, đây là một công thức phổ biến khi viết bài. Đấy, công thức. Đấy, những cái cách viết bài mà những cái cách viết bài hay và thường sử dụng trong marketing mọi người nhé. Rồi, bây giờ mình đã có được
ý tưởng viết bài và mình đã có được cái công thức viết bài rồi, thì mình có thể yêu cầu luôn AI viết bài dựa vào cái dịch công thức này. Ok, mình sẽ yêu cầu AI viết dựa vào khoảng 2 đến 3 cái mô hình này đi, vì nếu mà người cần thì có thể chỉnh sửa sau nha. Đây là mình demo thì mình có thể mình chỉ lấy khoảng 2 đến 3 mô hình. Hãy từng đây. Dưới dạng bảng, tức là dưới dạng bảng Excel đấy mọi người. Đấy, bảng bảng này nó tương tự như trong bảng Excel đấy, thì mình việc như này và mình yêu cầu tên cột luôn. Đấy, mình viết rõ ràng như này thì bên phía ChatGPT nó sẽ hiểu được. AIDA. Nhưng mà mình không muốn một cái bộ trên Facebook thì không nên gọi vô tư sẽ mọi người sẽ giảm đọc lắm, nên hạn chế, nên là hạn chế số tư đi. Khoảng không gọi 300 từ. Đấy. Rồi. Để đầu tiên là mô hình AIDA. Rồi, mình sẽ xem ở trên này có cái mô hình nào mà mình thích thú, mình muốn sử dụng. Đấy. Storytelling này. Rồi. Đấy, tâm thức tình cảm đi. Giống nhau. Rồi mọi người muốn việc về mô hình nào thì cứ thêm một cái cột cho nó nha. Đấy. Từ cái gì không biết thì có thể hỏi AI thì AI nó cung cấp được cho mình. Okay. Rồi, demo trước với bộ mô hình này đi. Đấy. Nhưng mà một cái việc thì nên có hashtag mọi người nhé. Rồi. Ok. Nhưng mà nếu mà ở đây là mình yêu cầu viết cho 20 ý tưởng luôn, nhưng mà hiện tại là AI nó chả cái VT nó chỉ nó bị hạn chế về số ký tự cho số cái từ trong việc input và output, tức là số cái từ vừa hỏi và trả lời nó bị giới hạn, nên là mình có thể là yêu cầu nó viết 5 ý tưởng một lần đi. Đấy. À, hãy bắt đầu. Đấy. Từ hết 5 ý tưởng thì mọi người bảo nó tiếp tục thì nó sẽ tiếp tục việc 5 ý tưởng tiếp theo.
đấy mọi người thấy à. Đấy, nó đang viết cho mình đấy. Ồ, ở đây nó hơi bị lười ha. Rồi, ở đây nó không, đấy, mọi người có thể đấy là nó viết được, nó viết được với ba mô hình đầu tiên này, đây là những cái bài viết mà nó viết này, nhưng mà sao cái này nó không hiểu sao ta? Ok, mình có thể cái công thức này nó không 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 rất khó cho việc các sản phẩm của mình chẳng hạn. Đây mình đổi công thức này đi. Rồi, khi việc cô lại nên mọi người có thể chỉnh sửa ở đây mọi người nhé. Tất cả cũng không cần phải việc lại nếu mà cần chỉnh sửa đó. Cứ có mình edit đó. Rồi, việc lại. Đấy. Rồi, ok, với mô hình này thì nó việc đọc cái này. Rồi, đọc sơ qua mọi người đánh giá thế nào? Đấy. Đấy, đầu tiên là ý tưởng sản phẩm tùy chỉnh. Đấy. Đấy, mọi người thấy việc làm việc lại hay không? Ok, rồi đây là năm ý tưởng. Nếu mà yêu cầu việc đẹp thì mọi người cứ bảo nó. Đây, nó sẽ việc đẹp 5 ý tưởng tiếp theo. Rồi, kinh nghiệm của mình thì mọi người có thể copy cái này ra Excel nha. Thì ở đây mình sẽ sử dụng một cái công cụ online là Google Sheet. Rồi, vào một cái file Excel đi, vào một cái Google Sheet lại. Rồi, copy ra. Một người tô hết cái bảng này, copy ra. Ôi, mang chấm tắt. Đấy. Rồi, mọi người để vào đây. Xíu một xíu. Còn gọi là không. Hiểu sao không? Rồi, đấy, năm ý tưởng đầu tiên ha. Ủa, cái này sao đi đó? Ủa? Ủa, copy tiếp không ạ? À, ở đây là bị, mình bị copy tiếp. Tiếp nhận cái tiếp theo luôn.
Rồi. Đây là 17 triệu. Đấy. À, thì mọi người có thể tiếp tục là mọi người có thể tiếp tục yêu cầu nó để mà ra được 20 ý tưởng. Nhưng mà ở đây mình demo thì mình có thể lấy 80 ý tưởng này đã. Rồi. Ở bước này thì mọi người có thể tức là mỗi ý tưởng thì mọi người có thể sử dụng một cái mô hình viết bài đi. Đấy. Đấy. Dụ như mình này mình đọc mình thấy cái này nó ổn ổn ổn, mình có thể sử dụng cái này. À, có thể tạo thêm một cái cột là việc cuối cùng. Rồi. Rồi đối với sang đối với bây giờ mình sẽ đối với mỗi ý tưởng mình sẽ lấy một cái bài viết và mình sẽ tiếp tục chỉnh sửa nó cho nó hay hơn, nó sử dụng cái cấu từ nó thân mật và hay hơn. Thì để làm việc này thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái công cụ là Google Bard. Thì thì vì sao mình sẽ dùng cái Google Bard này để mà tiếp tục cái công việc mà gọi là chỉnh sửa lại văn bản để cho nó hay hơn. Thì theo kinh nghiệm cá nhân của mình thì mình thấy cái Google Bard này nó có khả năng việc tiếng Việt phong phú hơn và nó có thể phân tích và dẫn cái điểm trong cái dẫn cái điểm mạnh và điểm cần cải thiện trong cái văn bản của mình đấy. Rồi để trước khi đi tiếp về bước hai với Google Bard thì bước đầu tiên đối với ChatGPT thì mọi người thấy thế nào? Có cần hỏi hay là thấy chưa nắm được chỗ nào thì mọi người có thể hỏi bây giờ nhé. Ở cái bước này thôi, ở bước ChatGPT này thôi. Thì thực sự rất là nhanh luôn ấy. Rồi à. Vì thật sự cái này cái này mình đang cố gắng demo kiểu không việc gì đấy. À, mọi người yên tâm là dẫn cái này sẽ được record lại và dẫn cái câu lệnh này mình sẽ gửi cho mọi người nhé. Đấy. Ví dụ như câu lệnh việc bắt như thế này mình sẽ gửi cho mọi người. Thì đây là cách mình dẫn dắt mọi người biết sử dụng AI để mà có thể hỏi cái gì mà không biết và sử dụng nó ngay vào cái mục tiêu của mình luôn. Ok, phát đi tiếp này. Rồi, bước thứ hai là mình sẽ sử dụng Google Bard để mà yêu cầu nó chỉnh sửa lại cái văn bản của mình cho nó hay hơn. Sử dụng những cái từ ngữ của nó gọi là. Rồi, ví dụ như ở ý tưởng này thì mình chọn cái việc này nha. Rồi, copy nào. Rồi, bây giờ yêu cầu tạo một cái session mới để Google ba. Bây giờ yêu cầu ba là thực sự hai cục tương tự như bên kia thôi, hãy hành động. Tức là mình gắn vai trò gì cho nó. Mà hôm nay sao sao rồi đấy, bước đầu tiên là
gắng cho nó hiểu nó để nó đóng vai là một người như thế nào, một chuyên gia trong lĩnh vực gì. Rồi thì cũng như bữa lúc nãy là sản phẩm, mô tả sơ về sản phẩm, vì nó không biết sản phẩm của mình thì nó không không giúp mình được đâu. Okay. Cái này thì mình copy lại cho anh, copy lại ở chỗ đâu này. Đây, đây. Copy lại mô tả về sản phẩm nhé. Ồ, có hai cái bát nữa. Cái này đấy, có đi nào. Ok, rồi. Rồi, mình phải mô tả sản phẩm để cho nó biết sản phẩm mình là gì, có điểm đặc biệt gì nhé. Cái này cũng tương tự như bên phía các PPT. Rồi, bây giờ là yêu cầu chính này. Nào cũng mạnh cũng thế nào tới hạn nó còn thì Biết mua cái gì mà dùng. Không nghe hỏi gì. Ok, cái này cái việc chắc là mình việc ngắn ngắn lại sửa. Rồi, mọi người yêu tập này dần câu lệnh này mình sẽ tạo thành cái guộc và gửi cho mọi người. Rồi rồi dạ oh dạ rồi bây giờ copy cái nội dung mà mình muốn nói trên sửa đấy. Mình có để trong nhận ngoặc nha. Rồi, ok, xem thế nào. Ba tay là không không gánh bằng năng chắc cái tí 3.5 đó. Đấy. Đấy, đầu tiên nó sẽ viết cho mình một cái bài quảng cáo mới. Đấy.
Ồ, đọc thầy cũng ồ ồ ha, dòng này dài quá. Đấy, cái thứ hai là Google Bard sẵn, nó sẽ phân tích và chỉnh sửa cái gì. Đấy. Ví dụ như nó phân tích cho mình đúng không? Thì mọi người cũng có thể đọc cái này á, và sau này cũng không cần phải sử dụng Google Bard nữa. Mình có thể mình đọc cái này mà mình tự chỉnh sửa, tự mình chỉnh sửa luôn. Đấy. Rồi đấy là cách mà mình việc, nhưng mà mình thấy ở đây nó còn chưa đạt yêu cầu của mình vì làm việc dài quá, thì mình có thể dẫn mình hơn ở chỗ này. Làm cần mang chậm quá. Mọi người có thể dẫn mình cái tâm tư này đấy. À sorry sorry, phải bấm vào nút chỉnh sửa này đã. Rồi. Rồi, dẫn mình cái này. Ok, update. Đây mọi người cứ thử việc cô làm việc bắt đầu, và thầy cái thầy nói trả lời chưa được như ý thì mình cứ cứ chỉnh sửa thêm. Thầy cũng ổn ổn đấy, thầy việc hay hơn nhưng mà một dài dòng hơn ta. Ok, ồ mình thấy nó việc hay hơn nhiều đấy. Rồi mình tạm chấp nhận cái việc này nha. Chuẩn bị đi để bạn chỉnh sửa thêm nội dung cuối cùng thì mọi người vẫn phải đã đọc rồi mà chỉnh sửa thêm mọi người nhé. Ok, rồi ở đây là mình tạm chấp nhận chữ thật sự nó đang bị dài quá, nhưng mà không hiểu sao trong Google Bard này nó không 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 nghe lời. Ồ, tổn không được ta. À, giống mà lặng ngắn hơn đấy. Rồi, ok. Mình tạm chấp nhận với kết quả này nhé. Nếu mà mọi người vẫn muốn nó theo ý mình thì các bạn có thể quay lại chat GPT. Đây, copy cái này và yêu cầu nó việc ngắn hơn 384. Yêu cầu chat GPT làm việc lại. Hoặc có thể sang Microsoft Copilot để yêu cầu nó. Ok, thì mình demo luôn sử dụng Copilot đi. À, vì hạn chế về thời gian nên mình sẽ chỉ demo 1 đến 2 cái mọi người nhé. Còn những cái sau thì có thể làm tương tự.
Đấy. Ok, xem thế nào. À, nó khá chậm đấy. Đây, nó bắt đầu việc rồi đây. À, trong thời gian đời nó việc, thêm mình giới thiệu sơ qua một xíu. Ở đây là có ba chế độ việc, ba chế độ phản hồi. Thằng Microsoft Copilot này nó cung cấp cho anh ba chế độ trả lời. Đầu tiên là chế độ sáng tạo, tức là nó nâng cái độ sáng tạo hơn. Mà đơn giản sáng tạo hay là ít là chính xác mọi người nhé. Ví dụ như mọi người việc văn thì có thể chọn nó, nhưng mà đọc toán thì không nên chọn nó. Đấy. À, cái thứ hai là cân bằng, tức là cân bằng giữa độ sáng tạo và độ chính xác. Và cái thứ ba là độ chính xác. Thì khi chọn cái này thì nó sẽ trở nên chính xác hơn, nhưng mà thì mức độ sáng tạo nó sẽ ít hơn. Đấy. Thì mình sẽ chọn chế độ cân bằng này xem thế nào. Rồi, làm việc xong rồi. Đấy, đọc thấy có vẻ ok mọi người nhỉ? Ok, chấp nhận kết quả này. Copy lại vào đây. Đấy, mọi người đã có một cái bài bổ, một cái nội dung khá tốt đấy. Cho mọi người đánh giá thế nào, còn hay hơn mình từ việc không? Rồi đối với dạng ý tưởng tiếp theo thì mọi người làm tương tự nhé, tức là cứ sử dụng cái câu lệnh của mình và sửa lại cái nội dung mà mọi người muốn chỉnh sửa. Đáng lẽ là mình có thể đi thêm chi tiết thêm chỗ này, tức là mọi người chỉ cần việc câu lệnh một lần thôi, sau đó có thể copy cái nội dung trong thôi chắc để phần sau đi, chắc để buổi chia sẻ sau, vì sợ mọi người bị sa đà vào kỹ thuật nghiệp quá và cũng hạn chế thời gian nên mình đi tiếp. Rồi, những ý tưởng tiếp theo thì mọi người có thể sử dụng cách tương tự như mình làm lúc này nhé. Rồi, rồi bây giờ mình đã có nội dung bài viết rồi, thì mình sẽ muốn tạo hình ảnh minh họa. Mình sẽ tạo hình ảnh minh họa đây. Ok, ở đây để mà tạo hình ảnh minh họa thì mình có thể sử dụng thằng Copilot này luôn. Thì Copilot này nó có một cái công cụ AI tích hợp vào để mà tạo sinh hình ảnh, đó là DALL-E. Đấy. Thì bây giờ mình đã để xem. Mình sẽ tạo hình ảnh ở đây. Sao đây mọi người. Ok, để mình xem nó tạo thế này như thế nào. Không có xem TV. Sao đây mọi người đợi em. Ok mọi người, nghe mình nói không?
Được rồi anh Quốc ạ, anh tiếp tục đi ạ. Mình tự cộng nha. Đây, đây mình yêu cầu có là tạo hình ảnh minh họa thì nó tạo hình ảnh đấy cũng khá đẹp đấy, nhưng mà hình ảnh này là gọi là hình ảnh minh họa cho bài viết thôi, từ không phải hình ảnh thực tế của sản phẩm. Ok, bây giờ nhưng mà đây là những hình ảnh minh họa thôi mọi người nhé. Chứ để mọi người cũng có thể sử dụng hình ảnh này nhưng mà nó không đồng với hình ảnh thực tế. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tiếp vào phần design, designer. Đấy, ở. À đúng đấy, hình ảnh mọi người đang bị dùng lần giờ biến là cái khác, nhưng mà biến biến chỉnh là Covalent. Covalent là cái tên đã được đổi từ biến, nó là một đấy. Rồi ai tạo hình ảnh cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ tạo hình ảnh sử dụng hình ảnh design nữa này nha. Thì mình công cụ mà mình thực sự dùng là cái này. Rồi ok, đây là một công cụ rất là mạnh mọi người nhé, mọi người có thể thấy ở đây. Đấy, nó có thể tạo những cái bộ rất là đẹp, tạo những hình ảnh rất là đẹp để mà sử dụng quảng cáo. Rồi, ở đây mọi người có thể sản phẩm cái hình ảnh thực tế của sản phẩm mình. Ok, ở đây mình sẽ add một số sản phẩm hình ảnh thực tế. Mình có thể tạo một hình ảnh mà chỉ có chữ những hình ảnh mình muốn. Đấy. Mình có thể mô tả sơ một xíu. Ồ, mà chậm quá. Ở đây mọi người nên viết bằng tiếng Anh mọi người nhé. Người Việt đơn giản thôi, cũng không cần phải quá chú trọng nó đâu. Chỉ cần mô tả đơn giản là mục đích mình sử dụng những hình ảnh này để mà làm cái gì. Đấy, thì mình sẽ sử dụng để mà tạo thành bài viết hay trên Facebook. Đấy. Rồi, AI nó sẽ xử lý. Mọi người đợi một xíu, sẽ thấy được cái gì xảy ra. Đấy, thấy nha, mọi người thấy nha. Nó tạo ra được cả hình ảnh và thậm chí là video. Đó. Ví dụ như mình sử dụng mình chọn hình ảnh. Ví dụ như mình chọn hình ảnh này đi. Rồi, tiếp tục. Chọn chỉnh sửa. Đấy. Ok, cái này đi mọi người ghi cái gì đấy, ghi nội dung của. Ừ.
Cái này là tùy vào thẩm mỹ của mọi người này nhé. Mình hay thẩm mỹ hay kém. Rồi, ok. Tạm chấp nhận rồi nha. Order nào rồi. Rồi, nếu bị lột phóng trừ thì có thể sử dụng một cái cách cách chích là đây cũng là cách mà mình thường sử dụng. Rồi, ok. Đấy. Rồi, download. Mọi người có thể download ngay ảnh này về nhé. Đấy, có thể chọn cái này để mà nó xóa được cái hình nền cho mọi người. Nhưng mà đây mình thấy nó đen này cũng khá ổn. Ok. Đợi một xíu. Rồi, vậy là mọi người đã có một cái hình ảnh đầu tiên để mà bắt bài rồi đó. Mà hơi chậm quá. À đây rồi. Ok, đây mọi người thấy á, tạo một hình ảnh cũng khá ổn và rất là nhanh chóng, chỉ mất khoảng 2 đến 3 phút thôi. Đấy. Rồi, mình ví dụ tiếp. Rồi, mình tải một cái ảnh khác đây. Ví dụ như ở đây mình khi mà mọi người thường mà khi mọi người chụp ảnh thì mọi người nên sử dụng một cái nền background phía sau là một màu mọi người nhé. Thì mình khi sử dụng ảnh như vậy thì mình có thể tắt nền được dễ dàng hơn. Ở đây mình không có một cái ảnh nào nó có background là tốt vì mình chơi gặp kỳ chụp giống nó xấu quá. Ai ai có một cái ảnh nào mà muốn giờ mình demo chứ không? Về phía công cụ designer này đây mọi người có thể trải nghiệm nhiều hơn đó trải nghiệm nhiều hơn vì ở đây mình không chú trọng về nó lắm, mình chú trọng về phần AI nhiều hơn. Rồi, ok, mình có thể sử dụng hình ảnh này. Đấy. Màn hơi quần một xíu. À, lì. Oh. Lạc quá. Ok, lý do vì sao mình muốn demo thêm chỗ này là ở đây là mọi người có thể thấy một cái hình ảnh rất là bình thường. Đấy, thì mọi người có thể sử dụng công cụ là remove background này.
để xóa cái hình này phía sau đi. Đấy, người thấy không? Rất là, một cái công cụ AI rất là mạnh. Và thậm chí ở bên này nó có tạo ra những một số cái hình ảnh để mà sử dụng ngay cái hình ảnh này. Đấy, ví dụ ở đây mình thấy một cái video rất là đẹp. Đấy. Rồi, ok. Đấy, mọi người bây giờ mọi người đã có một cái video đấy vài giây. Để một xíu nào đó lúc mọi người nhé. Ok. Đấy, à, mình vừa demo dành một về cái phần hình ảnh và về sử dụng AI để mà tạo hình ảnh và tạo video. Về cái phần này thì thật sự mình cũng không quá mạnh vì mắt thẩm mỹ của mình không không được cũng không được tốt lắm, mình là dân kỹ thuật. Thì mọi người có thể tự tìm hiểu thêm, tự trải nghiệm thêm và tự dùng thêm ha. Rồi, em đã có một cái video đấy. Đấy. Ủa? À, do mình không xóa cái này đi. Ok, tải ảnh rồi thì mình có thể xóa cái ảnh nó đi. Xóa từ bay nó đi. Rồi, bây giờ có thể download lại là mọi người gọi đã có một cái video ân ý rồi. Đấy, ok, mình vừa demo xong một cái case study là tạo bài viết bán hàng và tạo hình ảnh video minh họa. Tổng kết lại, tổng hợp lại thì đấy, mình có thể sử dụng những cái AI tạo sinh văn bản, ví dụ như ChatGPT, Google Bard hay là Microsoft Copilot để mà tạo được nội dung bán hàng ưng ý và sử dụng những cái câu lệnh như mình demo lúc này. Thì về câu lệnh mọi người cũng đừng quá lo lắng vì mọi người chỉ cần nắm được cơ bản cách viết prompt cơ bản và mọi người chỉ cần thực hành thật nhiều, cứ chỉnh sửa liên tục cho đến khi mà nó ra được cái câu trả lời mà mọi người mong muốn. Đấy, chỉ cần nắm nguyên lý cơ bản cách viết prompt và thực hành liên tục thì mọi người có thể sử dụng những cái công cụ AI này nó được rồi, nó tốt rồi. Đấy, rồi về nội dung bảng, về nội dung bảng hàng thì mọi người có thể sử dụng ChatGPT, Google Bard hay là Microsoft Copilot. Rồi còn về về phía hình ảnh thì mọi người có thể sử dụng Microsoft Copilot và Designer. Đấy, hai đây là những cái công cụ AI nó rất là mạnh và dẫn đầu thị trường hiện nay và rất là bằng là vì nó đang được free. Đấy, những cái gì mà mình vừa demo hôm nay là hoàn toàn những cái công cụ hoàn toàn miễn phí mọi người nhé. Mọi người cứ truy cập vào những cái link mà mình cung cấp và đăng ký tài khoản để có thể sử dụng ngay. Đấy, nếu mà mọi như mọi người thấy để mọi người đã sử dụng thành thạo thì mọi người cũng hoàn toàn có thể dành khoảng 2 đến 3 tiếng để mà có thể tạo được khoảng 20 đến 30 nội dung bài viết như thế này để có thể sử dụng trên fanpage của mình khoảng 1 tháng. Đấy, tức là 1 tháng mọi người dành khoảng 2 đến 3 tiếng để có thể tạo được cái danh sách nội dung và chỉnh sửa thêm hình ảnh. Và mọi người có thể lưu lại ở trong file Excel chẳng hạn, rồi mỗi ngày mình cứ lại một bài và bóp lên đơn giản. Đấy, hôm nay là mình vừa demo một cái case study về bán hàng mọi người nhé. Còn mọi người muốn ứng dụng về công việc của mình thì cũng có thể thay đổi cái câu định câu prompt của mình cung cấp và chỉnh sửa theo ý muốn. Ví dụ như mọi người muốn viết sách thì cũng có thể yêu cầu đó là một chuyên gia viết sách chẳng hạn,
hãy viết cho tôi một cái sách về tâm lý học kiểu vậy. Đấy, thì mọi người cứ đăng ký trải nghiệm và sử dụng rồi thực hành nhiều hơn. Rồi, mình vừa demo xong buổi hôm nay thì mọi người có câu hỏi nào không? Mời mọi người tương tác. Vâng, cảm ơn anh Quốc về cái phần chia sẻ rất là trực quan vừa rồi. Thì em đang thấy là có bạn Vân Anh ở Hồ Chí Minh đang giơ tay, thì mời bạn có thể đặt câu hỏi. Dạ luôn À, ngon. nghe đây bạn ơi. Dạ. À, anh cho mình hỏi, mình tên là Vân Anh ở Hồ Chí Minh, cho mình hỏi một chút về chủ đề ngày hôm nay. À, thì mình sẽ có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là mình có sử dụng Chat GPT 3.5 rồi, và trước khi mà Chat GPT 3.5 được phổ biến và được truy cập miễn phí tại Việt Nam, thì trước đó mình đã sử dụng cái Chat, nó ngắn gọn là 3.5 ở các nền tảng khác có tích hợp. Thì sau khi mà được Việt Nam được mở rộng free cho tất cả mọi người sử dụng đó, thì không biết được là cái sự tích hợp đó, tức là mình sử dụng giữa cái nền tảng đã tích hợp 3.5 và trực tiếp vào 3.5, thì khi mà tạo ra nội dung thì hai cái phần đó nó có gọi là có cái sự gì khác biệt hay không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Rồi, câu hỏi thứ hai là bây giờ là chat chat GPT 3.5 đã được mở rộng phổ biến được public ở Việt Nam rồi, thì sẽ có một số ví dụ như một chủ đề mà có nhiều người cùng tạo ra một cái nội dung đó, thì liệu rằng cái nội dung đó cái nó có bị trùng lặp hay không? Đó là hai câu hỏi mình muốn hỏi. Ok, cảm Cảm ơn Vân ơn. Anh. Hai câu hỏi rất là hay ha. Về câu hỏi đầu tiên thì mình xin trả lời là có thể là bạn đã sử dụng những cái nền tảng ví dụ như B chẳng hạn đúng không? BOI đấy. Hay là những Dạ cái đúng nền rồi. tảng sử dụng công nghệ của các cái GPT 3.5 chẳng hạn. Đấy. Thì theo cái này mình cũng trả lời theo kinh nghiệm cá nhân của mình thôi ha. Và những cái nền tảng đó là họ sử dụng những cái gọi là công cụ gọi là API từ phía GPT 3.5, tức là bên phía OpenAI họ cũng sẽ cung cấp những cái API để mà cho những cái nhà phát triển khác có thể sử dụng cái model AI của họ đấy. Còn về phía chất lượng thì thật sự mình cũng không đánh giá được cái chất lượng về nào là nó tốt hơn của vì nó thật sự là nó không trong cái công nghệ cả. Nhưng mà theo cá nhân của mình sử dụng nhé, thì mình lại thấy cái nếu mà sử dụng trực tiếp trên thì chat GPT thì mình lại thấy cái chất lượng của nó lại tốt hơn hẳn về độ dài, về những cái đáp ứng những yêu cầu cô lệnh của mình đấy thì nó tốt hơn hẳn. Đó theo kinh nghiệm của mình, vì thật sự là nó sử dụng trên chat GPT hay là sử dụng trên những cái nền tảng khác sử dụng model GPT 3.5 thì nó là cùng một cái công nghệ cả. Ok đấy, đó là câu hỏi câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên Phương Anh nhé. Rồi đổi về câu hỏi thứ hai là ủa sorry. Dạ, câu hỏi thứ hai là nếu nếu có hai team đi, chẳng hạn ví dụ điển hình là có hai team, thì hai team nó được đặt ra một cái chủ đề để tạo ra một cái content, thì khi mà sử dụng chat GPT 3.5 thì liệu rằng cái nội dung được được đầu ra đó nó có bị trùng lặp hay không nếu mà sử dụng cùng một cái chủ đề và cùng một cái câu lệnh như vậy? Dạ, Cái cảm ơn. này là ok, cái này anh xin trả lời là dựa theo kinh nghiệm của dân của anh là nó không giống hoàn toàn nhé, nó có thể trông về ý tưởng nhưng mà nó không giống hoàn toàn đâu, nó không giống hoàn toàn về câu chữ, về cách diễn đạt đấy. Vì như thế này này,
Đây là một cái công nghệ gọi là mô phỏng cái cách là giao tiếp của con người đấy, thì cùng với một câu hỏi thì có thể nói trả lời truyền đạt cách truyền đạt nó khác nhau, nên là đối với câu hỏi này thì anh xin trả lời là nó không giống hoàn toàn đâu, mặc dù là cùng một câu hỏi, một câu lệnh hay là cùng một người cần thì nó không hoàn toàn là trả lời giống nhau, nên là dẫn về nội dung mà sinh ra thì nó không giống nhau hoàn toàn đâu, có thể nó nói trung lập về ý tưởng thôi. Đấy, về phần này thì Vân Anh có thể kiểm nghiệm được mà. Đấy, Vân Anh có thể cùng một câu lệnh mà cho khoảng 5 người trong nhóm chẳng hạn hỏi câu hỏi thì chắc yếu tí 3.5 thì Vân Anh có thể trải nghiệm và so sánh được. Đấy, và theo kinh nghiệm cá nhân của anh nên anh thấy nó không 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 giống hoàn toàn đâu. Ok. Dạ, cảm ơn thầy. Ok rồi, mời anh Phong Ngọc này. Hôm nay em tính bổ sung cái câu trả lời cho bạn Văn Anh một chút xíu á. Cái câu số 1 á là sử dụng chat GPT với lại sử dụng các cái app tích hợp chat GPT á, thì khác nhau cái gì và cái nào tốt hơn á. Thì em nghĩ là có, tại vì về cơ bản á, nếu khi mà sử dụng chat GPT thì mọi người dùng cái chương trình chat ở đây là dùng trực tiếp trên cái mô hình do OpenAI nó tặng, họ họ công bố, họ cho dùng miễn phí. Nhưng mà còn khi mà mình dùng các cái app mà do có thể là cái app người ta có thể viết tạo bằng cách là sử dụng API hoặc cái model của OpenAI, họ mình nghĩ là sẽ có hai hai cách để họ viết ra cái app theo mình, hai hướng. Một là họ sẽ huấn luyện thêm trên một số cái dữ liệu cụ thể hơn, thì lúc đó thì có thể tùy theo cái lĩnh vực mà mình của cái app đó họ cung cấp, những cái lĩnh vực hẹp hơn thì có thể họ sẽ cung cấp những cái kết quả mà chi tiết hoặc là cái cụ thể hơn cho cái lĩnh vực, tại vì cái chat GPT nó rất là tổng quát. Nếu mà mình hỏi trong những lĩnh vực mà rất là cụ thể và rất là hẹp thì có thể những cái app riêng nó tích hợp thêm dữ liệu thì nó sẽ tốt hơn. Còn cái thứ hai nữa là nó sử dụng thực sự là cái cách thứ hai có thể làm bằng cách là người ta tạo sẵn, giống như từ nãy giờ thầy Quốc có hướng dẫn đó, sẽ là mình cách cách mà mình nói chuyện với lại chat GPT như nào, mình thì cái app người ta có thể làm bằng cách là họ tạo sẵn cho mình những cái mẫu. Ví dụ như hồi nãy lúc mà anh Quốc hướng dẫn cách mọi người chat với lại chat GPT hoặc là chat với lại Google Bard thì đều là có những cái mẫu nó rất là giống nhau. Ví dụ như là đầu tiên là yêu cầu cái AI nó đóng vai là một chuyên gia. Sau đó mô tả những cái thông tin mà mình biết hoặc những cái đặc điểm của sản phẩm của mình cho chat GPT. Rồi sau đó yêu cầu nó chỉnh sửa lại bài viết đã có, hoặc là yêu cầu nó viết một bài viết mới dựa trên cái thông tin mình cung cấp, thì đó là một cái mẫu. Thì một số cái app nghĩ là nó sẽ tạo sẵn cái mẫu như vậy cho mình rồi, vì mỗi một cái vấn đề của mình nhé, bên chat bên marketing hoặc là một cái lĩnh vực khác, họ có tạo sẵn cho mình những cái mẫu tốt, họ nghiên cứu rất là nhiều hoặc làm rất là thử rất là nhiều cách, họ có những cái mẫu tốt họ làm sẵn rồi, thì khi mà mình cung cấp vào thì những cái app đó nó sẽ dùng sẵn những cái mẫu tốt để nó hỏi thằng chat GPT, thì lúc đó nó sẽ đưa ra những câu trả lời có vẻ sẽ dễ và chính xác hơn. Còn nếu mà cái mẫu của cái app người ta làm không tốt thì cái câu trả lời có thể nó sẽ không tốt bằng, nên mình nghĩ như vậy, cũng tùy theo kinh nghiệm của sử dụng của mọi người nữa. Đó. Dạ. Cảm ơn Phúc đã bạn Ngọc đã bổ sung ha. Rồi mọi người có câu hỏi nào nữa không mọi người ấy? Okay. Dạ vâng, Không. ở trong phần chat thì có chị Minh hỏi là từ một video rất dài khoảng 20 phút đấy, thì AI có thể rút ngắn lại thành 1 phút với một cái đề bài cho trước hay không? Thì cái này có lẽ là nhờ anh Ngọc hỗ trợ trả lời luôn cũng được. Cái này liên quan đến AI nói chung, không nhất thiết là về marketing, nên Em có thể anh Ngọc sẽ hỗ trợ luôn. để trả lời sơ một xíu theo về kinh nghiệm của anh nhé. Tức là hiện tại là ChatGPT hay là những công cụ dưới lúc này anh chia sẻ thì nó không có khả năng về video đâu. Đấy. Nhưng mọi người có thể ví dụ như một cái video YouTube dài thì mọi người có thể lấy được về cái
description của nó, tức là những cái kịch bản á, những cái nội dung về lời nói của nó. Từ gì quên mất cái ta. Ok. Thì mọi người có thể copy cái nội dung nói đó, và mọi người có thể yêu cầu ChatGPT rút gọn nội dung đó để có thể tạo được kịch bản trong vòng 1 phút. Thì cái này là ChatGPT có thể làm được đấy, tức là mọi người có thể lấy một cái kịch bản dài và yêu cầu ChatGPT rút gọn lại thành một cái kịch bản ngắn, và trong thời lượng bao nhiêu đó thì mọi người có thể yêu cầu nó. Rồi sau đó mọi người có thể sử dụng cái kịch bản này để mà tự làm video, hay là sử dụng những cái công cụ AI khác, ví dụ như in video hay là những cái công cụ in video chẳng hạn, anh thường sử dụng thằng đó đấy. Tức là có những cái công cụ nó tiên về video thì mình có thể sử dụng ha. Rồi bên phía Ngọc có bổ sung nhất. À, tại vì mấy dùng dùng mấy công cụ thì em cũng không rành, như vậy em như vậy về về cái để tạo, nhưng mà tại vì một từ rút rút ngắn giống như anh Quốc nói về về lý thuyết thì nó cũng em mới có như là thuật toán để làm, nhưng mà về công cụ nào họ làm rồi thì em cũng không rành, không rành cái này. Như về video thì tại vì như ChatGPT hiện tại thì họ Không hiểu sao suốt ngày. video thì cũng bị giới hạn, họ cũng hạn chế nhiều nhiều cái làm hỗ trợ về video thì vẫn chưa được, vẫn còn hạn nhiều hạn chế, nên em cũng không biết là hiện tại có cái công cụ nào có thể hỗ trợ việc rút ngắn video tốt, em cũng không rõ. Vâng, thế thì cái phần này em xin phép bổ sung một chút, tức là với những cái công cụ miễn phí như là vừa rồi mình đã thử ấy, thì nó sẽ không có cái khả năng là rút gọn video được. Đấy. Nếu như mà sử dụng cái bản Plus của ChatGPT là GPT-4 thì nó sẽ cho phép mình upload file lên và xử lý ở trên cái file đó. Đấy. Và đương nhiên là mình cũng có thể upload được video, nhưng cái việc để mà nó xử lý cái video đấy hiện giờ nó cũng tương đối hạn chế. Thường thì khi mà mình yêu cầu những cái chỉnh sửa như vậy ấy, thì thực chất là còn ChatGPT nó cũng không thực hiện được một cách trực tiếp, tức là nó không có khả năng là đọc xong rồi hiểu nội dung của cái video đấy, xong rồi tạo lại cho mình một cái video mới với cái nội dung rút gọn giống như là văn bản. Tức là với văn bản thì là gì? Khi mà mình đưa cho nó một đoạn văn dài rồi mình bảo nó tóm tắt ấy, thì thực chất là nó có khả năng nó đọc toàn bộ cái văn bản đấy, nó hiểu được cái nội dung, cái ý nghĩa của cái đoạn văn bản đấy và nó viết lại thành thành một cái phần tóm tắt nó gọn hơn thì nó khá là chất lượng. Còn với video hiện tại thì nó chưa làm được cái việc đấy. Đấy, tức là nó không có khả năng là nó đọc hết tất cả các khung hình của video, sau đấy thì nó hiểu nội dung video, sau đấy thì tạo lại một cái video tóm tắt. Mà cái cách làm của nó thường nó sẽ là nó sẽ sử dụng một cái công cụ lập trình, tức là cái con AI đấy nó sẽ viết một cái đoạn, nó sẽ lập trình một cái đoạn đoạn mã đấy, chạy trong cái ngôn ngữ lập trình là thường là Python, để mà nó đọc và nó edit cái video đấy, nó sẽ cố gắng là edit cái video đấy theo cái yêu cầu của mình đấy. Nhưng mà như vậy thì có nghĩa là nó gần tương tự với cái kiểu là mình sử dụng một cái trình chỉnh sửa video đấy, nhưng mà mình phải phải mô tả cho nó rất là khéo là bây giờ tôi muốn cắt đoạn đầu hay đoạn đuôi hay là tua nhanh hay là như thế nào đấy. Đấy, và những cái thứ mà phức tạp hơn những cái việc đấy thì nó sẽ không thể thực hiện được, và kể cả là những cái tác vụ tương đối đơn giản ấy thì nó cũng đôi khi cũng khá là hay gặp lỗi. Đấy, bởi vì là khi mà nó viết một cái đoạn mã để edit video ấy thì cái những cái thư viện, những cái tính năng mà nó cần phải sử dụng để nó làm cái việc đấy ấy, thì nó khá là cồng kềnh, nên là nhiều khi nó cũng lỗi, tức là hiệu quả nó không được cao. Đấy, và nó hiện chỉ mới dừng lại ở cái mức là
nếu như mà mình gọi là không không biết chút gì về 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 edit video ấy, thì mình buộc phải thử với nó thôi. Đấy. Và nó cũng rất khó khăn trong việc mà xử lý những cái video mà rất là nặng. Đấy. Nên là nói chung là cũng chưa, hiện tại là chưa chưa phù hợp lắm. Đấy. Còn đâu là nếu như mà với những cái tác vụ mà chỉnh sửa đơn giản như thế, thì bởi vì là phức tạp thì nó cũng chưa làm được rồi, nhưng mà chỉnh sửa một cách đơn giản như thế thì có những cái công cụ edit video online ấy. Đấy, cũng khá là dễ sử dụng, thì thực ra là mình dùng những cái đấy nó sẽ tốt hơn. Đấy, nó cũng có thể cho mình là tua nhanh video hoặc là cắt ra một cái trích đoạn nào đấy. 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 Còn cái mà theo em hiểu là mọi người đang muốn ấy, là nó đọc toàn bộ video đấy để nó hiểu nội dung video, sau đấy là nó tóm tắt lại cho mình thành một cái video rất là ngắn để mình đăng TikTok chẳng hạn, thì nó ra hiện tại nó chưa làm được cái việc đấy ạ. Và em xin hết, thì có thể mọi người đặt thêm những câu hỏi khác ạ. Mời anh Minh ạ. Alo, Vâng, anh Minh giơ tay, anh Minh có thể đặt câu hỏi. hỏi anh Quốc cần chút, tức là cái chỗ mà video thì ok, nhưng bây giờ trong một cái bản bản video để mình post lên nên cho nó thực sự nó gọi là full đấy, thì nó có thể là mình chưa nhìn thấy cái việc mà tích hợp bản gọi là phụ đề đấy, text. Cái thứ hai là phần media, phần âm thanh. Ví dụ như hóa khô đấy, một cái video về như vậy, thì bây giờ ấy là khi mà cái bản video nó trình chiếu thì mình có thể là đề nghị AI đưa cho tao một cái bản nhạc thật sự là phù hợp, hay là để mà tích hợp cái phần phần nhạc vào đấy, và hai nữa là kèm theo đó là các cái text mà mày cho vào trong cái phụ đề khi mà cái video nó chạy đấy, thì nó trở thành một cái bản full của cái tài liệu truyền thông. Thì không không thấy là anh Quốc nói về cái chỗ những cái tích hợp thêm đấy. À, cảm ơn anh chia sẻ. Vì thật sự cái buổi hôm nay là chỉ dừng lại mức chia sẻ ở bài viết thôi anh. Còn về video hay là nhạc thì có thể là ban tổ chức sẽ tạo thêm những buổi chia sẻ sau anh nhé. Vì thật sự những cái đó là thật phải có những tức là cái đó mình cũng có thể chia sẻ ngay được cho anh, nhưng mà cái này cần thêm một số kỹ năng về edit video và một số kỹ năng về hình ảnh. Đấy, thì mới có thể làm được. Nên buổi hôm nay mình chia sẻ về những cái AI miễn phí và cách sử dụng cho mọi người trong công việc nó tốt hơn thôi. Đấy, thì cũng có thể đó ban tổ chức sẽ lưu ý cái chủ đề này để có thể chia sẻ ở những buổi sau anh nhé. Rồi, ok, nhưng mà có nghĩa rằng là nó không có thể là trong cái con chat mà mình vừa nói ấy, thì nó không phải không tạo ra cái đấy mà mình phải dùng một cái nền À, tảng đúng khác. rồi, đúng rồi, đúng Rồi, rồi. ok, Em rồi cảm ơn thấy anh. hai bên nó chủ yếu là tạo sinh văn bản và tạo sinh hình ảnh. Đấy. Ok. Như em cũng chia sẻ thì anh có thể tạo yêu cầu nó tạo kịch bản cho video của anh, hay là tạo phụ đề cho video anh, và cái video nó hiển thị như thế nào thì anh cần phải sử dụng được những cái bên khác, những cái công cụ khác. Đấy. Ok, rồi, cảm ơn anh. Anh cũng có thể yêu cầu nó viết nhạc, viết thơ hay là viết nội dung bài báo hay gì đấy. Đấy, nó giờ cái đó nó có thể làm được nhé. Ok, rồi mọi Vâng. người. Vâng, cảm ơn anh Minh. Thì cái này hiện tại là AI bây giờ ở cái mức độ mà ứng dụng cho người dùng cuối nhé, thì là nó đang xử lý tốt văn bản là tốt nhất. Đấy, sau đấy thì đến ảnh, ảnh là cũng tương đối nhưng mà cũng chưa chưa được nuột bằng là xử lý văn bản đâu. Đấy. Nhưng mà những cái dữ liệu mà nó phức tạp hơn ấy thì theo như dự đoán ấy thì nó sẽ vẫn có thể xử lý, nhưng mà nó chưa phải là đến cái mức độ ứng dụng người dùng cuối, có thể là chúng ta sẽ phải chờ thêm rất có thể là trong vòng 1-2 năm nữa thì nó sẽ xử lý cái chuyện là lồng nhạc rồi thì là ghép rồi thì tạo video nó sẽ tốt, bởi vì là cái theo dự đoán thì cái xu hướng của 2024 này ấy là AI nó sẽ tích hợp theo kiểu là multimodal.
tức là nó sẽ có nhiều những cái module để xử lý cho nhiều những cái dạng dữ liệu khác nhau, thì tức là nó sẽ có thể tích hợp thêm những cái khối mà được training trên 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 nhạc, trên các file audio và trên những cái file video, thì nó có thể chúng ta sẽ chờ cái bước sau, nó rất có thể là nó sẽ làm được cái chuyện đó. Đấy. Nhưng mà và trong trong cái giới hạn là nghiên cứu thì thực ra là người ta đã làm kha khá đấy và người ta đang phát triển, nhưng mà đến người dùng cuối thì hiện tại là chưa đủ hoàn thiện đấy. Đấy, nhưng mà chúng ta có thể chờ đợi trong cái thời gian tới và đấy đấy sẽ là cái xu hướng mà nó tiến tới. Dạ vâng. Không biết là có thêm cái câu hỏi gì của những của các anh chị khác mà có thêm câu hỏi không? Để không có câu hỏi này, mọi người thấy buổi chia sẻ hôm nay thế nào? Mình có nói quá bị dân hay là mọi người có nghe giọng của mình, hay là cần phải chú ý thêm ở những phần gì để mà cải thiện về chất lượng chia sẻ không? Nói chung là mình thấy rất là tốt rồi. Nó mặc dù là mình cũng có trải nghiệm dùng chat GPT rồi, nhưng mà khi mà đi vào để ứng dụng mà tích hợp, có nghĩa rằng là sử dụng nhiều cái ba cái như vậy ấy, thì đấy là lần đầu tiên mình thấy mà thấy rất là thú vị đấy. Còn thực sự ra là một cái bài để một cái bài toán mà cho một người bán hàng cá nhân hay là một cái SME nhỏ để có thể mà gom lại 5 ông làm bên marketing sang lại còn một cả làm truyền thông, thì có lẽ rằng là đây chỉ là mấy cái bước đầu về AI. Còn chúng ta nói về cái việc mà làm sao hỗ trợ chatbot automate thì những cái câu chuyện đằng sau, đúng không, để làm thế nào để cho mình ấy, thì có lẽ như thế này, Phúc và anh Quốc xem xét xem thử là mình đi thành một cái gói ấy. Cái gói có nghĩa là cho một cái cá nhân hoặc là một cái F&B nhỏ, người ta có thể làm từ làm truyền thông, từ xây dựng chatbot automate, rồi từ làm như thế nào cũng full được lên là tốt nhất, kể cả cái câu chuyện mình mới đặt đặt bài là làm một cái video là sao tích hợp hết mà có thể dùng nền tảng khác để vào, thì nó thành một cái gói để cho mọi người hoàn thiện cái tài liệu truyền thông thì tốt rồi. Cảm ơn anh Quốc nhiều, rất là hay. Cảm ơn anh. Mọi người có gặp ý gì được không? Chắc là bên 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 Quốc thì cũng tiếng về bên phía AI chatbot mọi người nhé. Tức là mọi người có thể giờ mình tư vấn, hay là có thể giờ mình tạo một cái chatbot cho phân bay, hay là để chăm sóc khách hàng, hay tạo một việc gì chatbot để trả lời những chuyên ý kiến chuyên gia gì đấy ở trên web hay là trên Zalo hay trên Facebook, thì mọi người có thể liên hệ ha. Và sau này cũng có hy vọng là cũng sẽ có thêm những buổi chia sẻ về chatbot cơ bản để mọi người có thể tự tạo tự vật vật một sự cho vui. Yes, alo. Dạ, mình muốn hỏi câu cuối cùng, tại vì mới xuất hiện một câu, tại vì trước đây mình có dùng một cái công cụ để mà viết content á, thì khi mà viết content á, càng viết á, tạo đặt những câu hỏi viết cho ChatGPT 3.5 á, thì có một cái nhược điểm là cái một số nội dung á, nó nhả ra nó bị trùng lại những cái nội dung trước đó đó, Thêm có thì thể yêu cầu nhỏ thôi, mình có đó thể yêu cầu mình sau đó mình yêu cầu nó viết lại thì nó cũng có khả năng nó viết lại, nhưng mà nó cũng có trùng lại một số cái ý, thì mình tạo ra một ví dụ như người bán hàng hoặc là những cái bạn mà viết bài trên Facebook, trên các nền tảng khác đó, một tuần họ viết 7 bài hoặc mười mấy bài chẳng hạn, thì chắc chắn những cái nội dung đó nó sẽ bị trùng lặp một số ý, thì không biết được rằng đó, mình chưa có thời gian thử qua cái 4.0 thì không biết được rằng 4.0 nó có cái tình trạng đó hay không đối với đó, thì không biết rằng thầy Quốc có thể chia sẻ được cái nhược điểm này hay không, nếu đối với một cái team mà họ tạo nội dung nhiều đến cái độ
cái lượng nội dung nhiều như vậy thì cái nhược điểm này nó có khắc phục đối với chat GPT 4.0 hay không? Dạ cảm ơn thầy. Cái này mình chia sẻ theo góc độ cá nhân nhé, là vì thật sự cái câu trả lời của bạn thì mình cũng chưa có chuyên môn về marketing để mà trả lời được, nhưng mà về đứng về phía góc độ AI thì bảng GPT 4 là nó trả lời thông minh hơn rất nhiều và nó hiểu đúng yêu cầu của mình tốt hơn đấy. Tức là mình có thể đảm bảo về phía chat GPT 4 là nó sẽ cho được chất lượng nội dung mà bạn muốn tốt hơn bạn free, một cái đầu tiên. Cái thứ hai là như bạn nói là mình đang được thử tạo rất là nhiều lần nhưng mà bị trùng lặp, thì bạn hãy thử chỉnh sửa lại cái prompt, cái yêu cầu lệnh của mình ấy. Đấy đó, bạn cứ ghi rõ ra thẳng vào trong đó là đừng có lặp lại những gì mà đã được tạo, hay là đừng lặp lại những cái vấn đề về nội dung content gì đấy, mình yêu cầu cụ thể nói như vậy luôn. Đấy, mình có thể yêu cầu nó rất đấy. Cái này bà cứ thử và thực hành nhiều đấy, vì hiện tại là về Microsoft Copilot đấy là GPT 4 ấy, thì bạn cứ tự trải nghiệm ở trên đó đấy. Còn đứng về phía AI thì mình sẽ trả lời là như vậy, vì thật sự mình cũng có chuyên môn về content. Cảm ơn thầy. Vâng, cái về cái phần này em xin phép bổ sung một chút, tức là về việc mà những cái người mà viết content chuyên nghiệp mà thấy bị trùng ấy thì mình sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là cũng như anh Quốc chia sẻ là nếu như mà mình thấy bị trùng thì mình liệt kê hẳn ra là cái ý đã bị trùng là gì và mình yêu cầu là không không đưa lại cái ý này vào trong cái bài nữa. Đấy. Và đồng thời là mình cũng có thể là mình ra lệnh yêu cầu nó là hãy tăng cái độ sáng tạo lên. Đấy, kiểu như là hãy đóng vai một cái người viết mà có độ sáng tạo cực cao và luôn luôn cho ra những cái content mới lạ, không trùng lặp. Đấy, ví dụ thế, mình yêu cầu nó đóng vai một cái nhân vật viết content theo phong cách sáng tạo nhất có thể. Đấy, đấy thì là một cái câu mô tả ví dụ như vậy. Thế thì cái cách thứ hai ấy là mình cũng có thể kết hợp dùng song song với cách một luôn, là nếu như mà chị đã viết content chuyên nghiệp ấy thì có lẽ là mình cũng nên đầu tư cái bản Plus để mua nó khoảng 20 đô một tháng, thì mình sẽ mở khóa thêm một số cái tác dụng ngoài cái việc là 4.0 ấy, thì khả năng viết của nó chắc chắn là tốt hơn, bởi vì là cái mô hình nó cũng lớn hơn và lượng dữ liệu huấn luyện nó cũng lớn hơn nhiều. Nhưng mà cái thứ hai nữa là mình sẽ mở khóa được một cái tính năng ấy, là mình dùng được những cái phiên bản mà nó chuyên biệt cho một cái chức năng nào đấy của ChatGPT, nhưng mà đã được một số những cái người mà người người dùng mà người ta thông thạo ấy, tức là người ta dựa trên cái bản cơ bản của ChatGPT và người ta tạo ra những cái phiên bản mà cũng là GPT 4 nhưng mà lại chuyên cho một cái lĩnh vực nào đấy. Vì thì mình có thể chọn cái nó giống như là một cái chợ ứng dụng của Apple Store ấy. Khi mà mình mở khóa cái phiên bản 4 thì mình vào đấy, nó đặt tên là GPT-SE ấy. Đấy. Thì vào đấy là những cái trợ lý mà nó chuyên biệt cho các mảng, thì mình sẽ vào mình chọn cái con trợ lý nào mà về việc viết nội dung, thì mình cứ chọn những cái con nào mà đứng top, số người sử dụng đông. Đấy. Thì nó sẽ được hướng dẫn sẵn cái phần instruction, tức là cái phần mà yêu cầu mặc định của nó là để mà viết ra những cái nội dung tốt. Đấy. Về marketing chẳng hạn thì mình cũng có thể tìm trên đấy, và khi mà sử dụng cái con đấy thì cái nó sẽ viết tốt hơn và sẽ giảm bớt được cái sự trùng lặp. Đấy. Và mình lại còn yêu cầu nó là không được lặp lại những cái nội dung gì. Đấy. Khi mà mình nhận thấy ấy, mình lại yêu cầu nó tiếp, thì như vậy thì
cái độ linh động và đa dạng nó cũng tăng lên rất là nhiều rồi. Đấy thì cái đó cũng 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 trả lời luôn cho chị Vân Anh về cái phần trước là chị có hỏi là dùng cũng là ChatGPT nhưng mà ở ở ở trên những cái nền tảng khác ấy. Đấy, thì thực ra ấy là người ta nếu như mà trước kia mà khi mà Việt Nam chưa được sử dụng chính thức ấy, mà chị dùng thì chỉ có cái phiên bản mà lúc đấy là nếu mà mình nhờ được cái số điện thoại hoặc là mình mua được ấy, cái nick mà xong rồi mình dùng là ở bên Mỹ ấy, đấy, thông qua cái tài khoản bên Mỹ để mà mình sử dụng trên cái trang chủ của ChatGPT thì nó mới giống hoàn toàn thôi. Còn những cái trang khác ấy, thì như anh Ngọc nói là người ta phải sử dụng những cái API là do ChatGPT cung cấp chứ nó không có khác gì cả đâu, bởi vì là cái mô hình ChatGPT này là họ không có công bố public nên là các bên khác không có cách nào mà lấy được để mà tạo ra một cái gì đấy thực sự đột phá đâu. Đấy. Mà nó có thể là được hướng dẫn đấy. Được hướng dẫn là tập trung vào một cái mảng chuyên biệt hoặc là một cái số cái dữ liệu gì đấy cá nhân của cái tổ chức đó họ làm, họ cũng sẽ chỉ phục vụ một cái mục đích chuyên biệt đấy. Thế nhưng mà đấy là giai đoạn trước đây. Đấy. Khi mà bây giờ đã có cái chợ ứng dụng của ChatGPT cho những cái mục đích riêng biệt kia kia rồi thì chúng ta có thể lên trực tiếp cái chợ ứng dụng của ChatGPT thì chúng ta dùng trực tiếp ở trên đó luôn. Đấy. Chứ chúng ta cũng ít khi mà cần phải sử dụng những cái nền tảng của những cái phía bên ngoài mà họ cũng sử dụng lại cái lõi của ChatGPT và phục vụ những cái mục đích khác. Đấy. Trừ một số trường hợp đặc biệt của những cái ngành mà chuyên môn hẹp một chút. Đấy. Còn đa số những cái mục đích phổ thông thì cho dù là viết văn hay viết truyện hay là thậm chí là thiết kế logo này hay là thiết kế trang web. Đấy, hoặc là viết viết code lập trình. Đấy, thì mình đều có thể bây giờ sử dụng những cái ứng dụng nhỏ chuyên biệt ở trên cái chợ ứng dụng của ChatGPT đấy được rồi. Thì đấy là cái chia sẻ của em. Còn cái việc mà lặp lại thì nó cũng sẽ có nhưng mà về cơ bản nó là cái mô hình nó có tính nó có tính xác suất nên là sẽ ít khi mà giống giống hệt. Kể cả mình hỏi nó cùng một câu nhưng mà hai hai lần khác nhau thì cái xác suất giống hệt nó cũng thấp. Đấy, và nếu như mà nó có ra như vậy thì mình cũng có những cái cách là mình đối thoại với nó để điều chỉnh ấy. Ok, cảm ơn Phúc đã bổ sung ha. Rồi, thật sự thì cũng đã là khá muộn rồi. Nên cảm ơn mọi người đã tham gia buổi chia sẻ hôm nay. Vì thật sự mình cũng rất vui là được bên phía cộng đồng cải nền và bên phía Phúc liên hệ để mà có thể có được buổi chia sẻ hôm nay. Vì thật sự là mình cũng có chia sẻ một số cộng đồng rồi. Đấy, thì cũng rất là vui được tham gia cùng cộng đồng cái nền này cùng với mọi người ha. Rồi, cái thứ nhất, cái thứ hai thì bên phía dịch vụ của mình thì chủ yếu là bên phía chatbot đấy, và đây là cũng là một cái xu hướng mà mình thấy là thật sẽ thực hiện mạnh sắp tới đấy, nên là cũng rất là mong muốn nó cũng sẽ có một những buổi chia sẻ sau nó về chatbot để mọi người có thể hiểu thấy nó là gì và ứng dụng nó như thế nào đấy. Rồi, ok, thật sự hôm nay thì mình cũng chưa có sự chuẩn bị tốt về máy móc cũng như là về không gian làm việc ha, là có một số lúc này có giảm đầu một xíu thì mong mọi người cũng thông cảm. Ok, rồi mọi người À, rồi, không vấn đề. Và xin chào, cảm ơn anh Quốc. Dạ vâng, có một chút xíu ấy thôi, thì lần sau thì chúng ta sẽ cố gắng khắc phục. Cảm ơn anh Quốc đã chia sẻ. Mà em thấy có anh Trung đang giơ tay, chắc là ưu tiên để cho anh Trung trả lời, đưa câu hỏi đi. Anh Trung thì thuộc thuộc nhóm cánh chim cuối đàn nên là mình
mặc dù hơi muộn nên là mình ưu tiên anh chút. Mời anh Trung ạ. Em xin cho cái chú nha. Việc người ta dùng chat GPT làm bài viết 30 ngày cho một fanpage và sử dụng chatbot, và tháng sau ta sử dụng quy trình gọi và vài tháng một lần thì 30 ngày 30 ngày vậy có trùng ý tưởng với fanpage bài viết ta đã hãy hiện cho nó hay là không. Nếu mà Facebook của mình báo lỗi là bị xăm hay sao? Xin cảm ơn. À, về ý tưởng mà mọi người sợ trùng lặp về content hay là trùng lặp về ý tưởng hay thì thật sự là mọi người cũng đừng quá lo lắng về việc đó đâu. Vì thật sự AI nó là tạo sinh văn bản, thì mỗi lần nó tạo sinh hầu như là nó tạo ra một cái phiên bản mới đấy, nên là có thể trùng ý tưởng, nhưng mà mọi người đừng có quá lo lắng về cái nội dung là nó có bị trùng lặp 100%. Nó không, nó rất khó để xảy ra trường hợp bị trùng lặp 100%. Và những cái nội dung mà sử dụng AI thì cũng đã được gọi là được thương mại hóa rồi, nên mà Facebook họ cũng khuyến khích cái việc này thôi đấy. Ok, anh Trung nghe rõ mình trả lời không? Anh Trung ơi, Anh mình chỉ nghe rõ không biết à, không? cảm ơn anh. Tôi rất là vui khi được anh Trung lắng nghe buổi chia sẻ và hỏi nha. Thật sự rất là vui đấy, mình cũng rất là vui khi được mà giúp đỡ những người giúp đỡ mọi Chúc người để cả nhà ngủ ngon. cũng là khá buồn thôi, nên mình cũng chia sẻ thêm một xíu về AI luôn mọi người. Vì thật sự là theo cái thống kê trên thế giới luôn, và nếu là một người biết sử dụng AI trong cái công việc thì có thể nâng cao hiệu suất và năng suất làm việc của mình rất là cao, có thể thay thế được 2 đến 3 nhân viên khác mà không biết sử dụng AI đấy. Thì cái thống kê này chỉ ra cái bài toán cho mọi người là như thế nào. Mọi người nếu mà không tiếp tục nâng cấp bản thân mình, không sử dụng AI để mà nâng cao hiệu quả công việc, thì thật sự là mọi người sẽ dễ bị người mà biết sử dụng AI thay thế. Và kinh tế thì ngày càng khó khăn, và doanh nghiệp cũng đối mặt với rất nhiều về vấn đề tài chính. Thì họ cái vấn đề mà giảm bớt dân sự hay là giảm bớt việc làm, thì thật sự là thời gian vượt qua thì mọi người cũng thấy được rất là nhiều. Và đó là một câu trả lời rất là rõ, nếu mà không áp dụng công nghệ, không áp dụng AI vào công việc thì sẽ là một cái thiệt thòi cho mọi người ha. Và thật sự AI nó trên thế giới là mọi người được sử dụng rất là nhiều, và chủ yếu là tập trung vào những người làm công việc văn phòng. Nếu mà làm công việc văn phòng mà không biết sử dụng AI thì sẽ thật sự là rất dễ bị đào thải, chứ không phải là AI nó đào thải những người lao động chân tay hay lao động sử dụng công cụ nữa đâu. Nó sẽ thay thế những người mà gọi là dân văn phòng đấy. Đấy, cái mình chia sẻ như vậy để mọi người thấy được cái tầm quan trọng của việc học AI nhé. Vì thật sự bây giờ học rất là dễ, mọi thứ được chia sẻ hầu như là gần như là miễn phí trên mạng thôi đấy. Mọi người, nếu mà mọi người tham gia những khóa học thì nó sẽ chỉ là được gọi là được quy trình và được tổng hợp và theo một cái cách mà dễ học, dễ biết và dễ thực hành hơn thôi. Thì thật sự mọi người mà nếu muốn học thì mọi người có thể tự tìm hiểu trên mạng, nó có đầy đủ hết. Và thật sự những cái kiến thức mà mình học được cũng là từ ở trên internet mà thôi đấy. Ok, mình chia sẻ như vậy sẽ quá nhé. Vì thật sự cũng rất là mong muốn mọi người phải nắm được và phải biết sử dụng được AI, mà để mà Việt Nam mình gọi là trong cái làn sóng AI mà nếu không sử dụng được thì
thì sẽ rất là thua thiệt so với cộng đồng quốc tế đấy. Mà mọi người biết sử dụng nhiều thì Việt Nam mình thì sẽ ngày càng giàu mạnh hơn. Có một chút mình vẫn lòng mà muốn thêm, tức là vừa rồi có anh Tiến ở bên FPT, anh nói là sắp tới đây có một cái tầng lớp vô dụng được gì nói chuyện là AI ấy. Thế thì như thế này này, mình có cái tính mình hay hay suy đến cùng. Thế nếu có nói vô dụng thì ai vô dụng? Thì đâu đó nếu như mình hiểu một cách như thì đúng như anh Quốc vừa nói, đấy là nếu như không biết AI thì sẽ bị thay thế. Nhưng mà thực sự ấy là nó cũng không phải thế. Để nói nếu như mà chúng ta mà đặt câu lệnh không đúng hay là không hay thì cái sản phẩm của chúng ta cũng không hay. Nói chung ở đây ấy, là anh phải học sử dụng công nghệ là AI là một chuyện. Nhưng mà anh phải học để làm chủ nó, tức là về phần trí tuệ là một chuyện. Cho nên là nếu như cùng một cái lĩnh vực kinh doanh, cùng một cái hoa khô của xứ Huế, nhưng mà nếu như hai cái con người làm cái nội dung content về cái tài liệu truyền thông khác nhau thì cái gọi là khách hàng cũng khác nhau. Cho nên là cái cùng dùng AI đấy cho chăng nữa ấy, mà đều là có những kỹ năng dùng AI rất tốt, nhưng mà cái làm chủ về cái gọi là cái chất lượng của nội dung ấy, thì là quan trọng hơn rất là nhiều đấy. Cho nên là nhà mà người người Ok, buổi chia sẻ hôm nay là mình chỉ chia sẻ mức đã sử dụng AI để tạo dựng nội dung. Bởi vậy không biết gì về marketing, không biết gì về tạo về viết. Bởi vậy những người mới mới bước vào bán hàng đấy thì mình có thể sử dụng AI nhé. Chứ mình không thể phủ nhận được những cái gọi là kiến thức về chuyên gia rồi. Đấy. Tất nhiên là những người có cái kiến thức về công tên thì sẽ là việc bài tốt hơn nhé. Và thậm chí họ nếu mà họ được chấp cánh bởi AI nữa thì sẽ tạo ra rất nhiều ứng dụng dành cho họ. Thậm chí họ có thể đóng gói được kiến thức chuyên gia của họ thành một cái chatbot AI để mà chia sẻ cho người khác nữa. Đấy. Về thật sự mình chia sẻ là theo những gì bản thân mình thấy, thật sự là như vậy. Và để gọi là bị thay thế thì mọi người phải tự nâng cấp bản thân mình thôi. Đấy. Trong công việc là hầu như là phải như vậy thôi, và cái này là có thống kê rõ ràng và là có cái gọi là có những cái case study ở trên thế giới thôi đấy, nên mình chia sẻ thêm thôi đấy. Rồi ok, chắc là cũng khá buồn thôi Phúc ha. Mình buổi chia sẻ hôm nay nhỉ. Alo, alo, Trung có thêm câu hỏi. Anh nói đi. Có thêm câu hỏi. Chúng ta am hiểu một lĩnh vực nào đó muốn nhiên sắc, nhưng mà có bốn cục có bản thảo trên một trang giấy, làm thế nào để ta sử dụng AI hoàn thành một cuốn sách và không vi phạm bản quyền của nhà xuất bản? Vâng, thế cái câu này để em trả lời nhanh cho anh Trung. Tức là bây giờ nếu như mà anh có cái ý tưởng về cuốn sách mà của riêng anh thì anh hoàn toàn là anh có thể dùng AI để viết. Ví dụ như là anh lên và anh bảo nó là bây giờ ví dụ anh muốn viết một cuốn sách về kỹ năng chuyên về kỹ năng bán hàng online đi, và anh có những cái kỹ năng nào đó rồi đấy, nhưng mà anh chưa biết cách triển khai thành các đoạn văn, thì anh lên anh đưa từng cái kỹ năng mà anh có ra và anh bảo nó là hãy đóng vai một cái chuyên gia viết nội dung đấy, và bảo nó là hãy triển khai nó ra thành các cái ý nhỏ, thành các cái đoạn đào sâu, và với một cái ý nhỏ anh lại tiếp tục anh bảo nó là với cái ý này là hãy viết thành một đoạn đấy, bao nhiêu từ đấy. Đấy, thì anh sẽ từ một cái dàn ý của anh lập ra một cái dàn ý, đúng không ạ? Anh cũng gồm có 10 ý lớn, với mỗi ý lớn anh yêu cầu AI triển khai ra thành các ý nhỏ, với mỗi ý nhỏ anh lại có thể yêu cầu nó triển khai thành các ý nhỏ hơn, cho đến cái mức nào mà anh thấy là đủ nhỏ rồi thì với từng cái ý nhỏ nhất đó như là như một viên gạch thì anh lại yêu cầu là với mỗi ý nhỏ đấy viết cho anh thành một đoạn văn. Đấy. Và như vậy là với 10 ý lớn anh có 10 chương thành các cái bố cục, các cái phần khác nhau. Đấy, như vậy là anh sẽ tạo thành một cuốn sách. Đấy. Thế còn về vấn đề bản quyền ấy thì
Rõ ràng là nếu như mà đấy đều là những cái ý tưởng và cái kinh nghiệm thực tiễn của bản thân anh thì nó sẽ không bao giờ nó giống hoàn toàn như một cái cuốn sách gì đó khác cả, nên là anh sẽ không gặp vấn đề về bản quyền. Đấy, trừ khi là anh lấy một cái cuốn sách của người ta đấy, và anh copy nguyên si thì anh mới gặp vấn đề bản quyền thôi. Đấy, chứ còn nếu như mà đã là kinh nghiệm và đúc rút của anh thì nó sẽ không thể mà giống y xì như bất cứ một cái cuốn sách nào cả. Nó có thể sẽ trùng lặp một hai ý, nhưng mà những cái ý đấy khi mà anh yêu cầu AI nó viết ra ấy, thì cũng sẽ là những cái nội dung mà nó sẽ không bao giờ giống hệt như một cái văn bản có trước nào. Đấy, nên là anh có thể yên tâm về cái việc đó. Đấy, thì đấy là về cách cái triển khai từ cái dàn ý ra thành các ý nhỏ hơn và thành các cái đoạn văn cụ thể để có một cuốn sách, thì anh Trung thấy đã ổn chưa ạ? Mình tự chỉnh sửa hôm qua AI bảo là chỉnh sửa giúp mình thành một cú sốc hoàn chỉnh nhất. Như em vừa nói đấy, tức là nếu như ấy mà anh chỉ đưa ra 10 cái ý lớn chẳng hạn, xong rồi anh yêu cầu là bây giờ hãy dựa vào 10 cái ý này viết cho tôi một cái cuốn sách hoàn chỉnh ấy, thì sẽ không được. Đấy, bởi vì là nó sẽ quá dài để mà nó có thể trả lời anh trong một lần, trong một cái lần phản hồi duy nhất. Đấy, và nó cũng sẽ không có đủ cái khả năng để mà đi vào chi tiết cho từng cái ý đấy. Đấy, khi mà anh chỉ nói chung chung như vậy, nên là em mới hướng dẫn anh cái cách là bây giờ từ cái dàn ý lớn, anh mới chỉ có 10 ý lớn thôi, nhưng mà trước hết anh phải nhặt ra từng ý lớn và anh yêu cầu AI là từ một cái ý lớn này hãy triển khai giúp tôi thành các ý nhỏ trước, để anh từ cái dàn ý thô sơ anh phải có một dàn ý chi tiết, rồi sau khi có dàn ý chi tiết anh phải lưu nó lại, và sau đó là với từng ý nhỏ anh lại yêu cầu nó viết ra thành những cái đoạn văn cụ thể, từng đoạn một, từng đoạn một. Đấy, 10 ý lớn anh triển khai ra thành 20 ý nhỏ, 20 ý nhỏ anh lại triển khai ra thành tổng cộng 50 ý nhỏ nhỏ hơn nữa. Xong rồi từng cái ý nhỏ từ 1 đến 50 đấy anh yêu cầu AI viết từng đoạn một. Đấy, như vậy thì anh sẽ có 50 đoạn, 50 đoạn nhỏ đấy anh cuối cùng anh gộp lại anh mới có một cuốn sách. Đấy thì 50 đoạn đấy thì nó sẽ gộp lại, đúng không ạ? Thành 20 cái đề mục lớn. Đấy, và cứ hai đề mục lớn thành một chương. Em ví dụ như vậy. Rồi cuối cùng là như thế là từ 10 cái ý lớn ban đầu mà anh có thì anh có một cuốn sách 10 chương. Đúng không ạ? Mỗi chương là một ý lớn. Đấy, mỗi ý lớn là có hai phân đoạn và mỗi phân đoạn nó lại có nhiều ý nhỏ. Đấy, và AI nó sẽ giúp anh là triển khai từ cái khung đấy ra thành dàn ý chi tiết nhất có thể, rồi lại viết nội dung cho từng cái chi tiết nhỏ, từng chi tiết một nha, chứ không phải viết cả 50 chi tiết một lúc. Anh chỉ yêu cầu viết từng chi tiết một, và khi mà viết trong quá trình viết từng chi tiết đấy, nếu như mà anh thấy chưa ổn, chưa ưng, anh muốn viết điều chỉnh theo một phong cách khác, điều chỉnh những cái nội dung đấy, thì anh tương tác trực tiếp với nó, anh làm việc trên từng ý nhỏ một cho đến khi mà nó đạt yêu cầu. Đấy, tức là trên một ý nhỏ anh cũng phải chat qua chat lại với nó rất nhiều lần. Đấy, một ý nhỏ trong số 50 ý nhỏ anh cũng phải chat qua chat lại với nó rất nhiều lần để mà ra được cái nội dung cuối cùng ưng ý. Hoặc thậm chí là nếu như mà nó chat qua chat lại nhiều lần mà chưa ưng ý thì anh lại cuối cùng anh tự anh viết lại bằng tay. Đấy. Và anh lặp lại cái quá trình đấy 50 lần Anh đọc cho 50 cái ý nhỏ, và cuối cùng thì anh mới gộp thành cuốn sách. Đấy, anh Trung nắm được cái ý mà em chia sẻ chưa ạ? đã nằm ở được cảm ơn Phật. Vâng, cảm ơn anh Trung đặt câu hỏi. Câu hỏi cũng rất hay đấy. Thực ra là cái phương pháp đấy nó sẽ dùng cho mình viết rất nhiều thứ, chứ không phải là viết cuốn sách. Đấy là tư duy hệ thống anh Trung ạ. Mình phải tức là tư duy hệ thống trong việc viết sách để mà mình triển Anh khai. bổ sung thêm một xíu. Cái này rất cũng rất hay ha, vì mình đặt câu hỏi và đặt câu hỏi về một vấn đề và đặt có thể là yêu cầu AI tạo tạo ra câu hỏi cho một vấn đề một cái lĩnh vực nào đó. Đấy, rồi sau đó rồi mình sẽ lại yêu cầu AI trả lời những câu hỏi đó. Rồi sau đó lại yêu cầu nó tổng hợp những câu trả lời của nó.
để tạo thành một bài viết đấy. Là vì sao lại phải hỏi nhiều lần như vậy, vì AI nó có cơ chế là mỗi lần hỏi thì nó lại đào sâu hơn một xíu đấy, nên cái câu hỏi càng nhiều thì nó lại có khả năng hiểu sâu hơn về vấn đề mà nó và mình đang muốn đào sâu đấy. Tức là như Phúc chia sẻ thì mình có thể chia nhỏ ra từng cái phần, từng cái chủ đề mà mình muốn, rồi sau đó yêu cầu AI nó hỏi về cái chủ đề đó, hay đặt cái câu những câu hỏi liên quan đến chủ đề đó, chẳng hạn như 10 câu hỏi chẳng hạn, rồi sau đó lại yêu cầu nó trả lời 10 câu hỏi đó, rồi sau đó lại yêu cầu nó tổng hợp những câu trả lời đó, thì em nghĩ sẽ ra được một cái bài viết khá tốt đấy. À, mời em nghe nói đi. Anh có câu hỏi liên tục trong một phiên trả cơm, nhưng mà hỏi sang chủ đề khác thì mình nên bắt đầu bằng một phiên trả mới phải không ạ? Không, trong chat GPT mình có thể hỏi lâu dài nữa. À, mình có thể tách giờ ra và mỗi cũng có thể là chia ra một session đấy, có thể là mỗi chủ đề mình hỏi trong một session khác nhau thì nó sẽ ok hơn đấy. Ừ. Nhưng mà cho một chủ đề mà hỏi những session khác nhau thì lại phải nhắc lại cho nó nhé, vì nó không nhớ đâu. Ok. Phúc ơi, chắc là mình kết thúc buổi chia sẻ hôm nay nhỉ, vì cũng khá là muộn rồi, để cho mọi người nghỉ ngơi nữa. Dạ vâng, thì ban đầu chương trình dự tính là đến khoảng 10 giờ hoặc hơn một chút thôi, Bên mục nhưng mà nha. mình đi đi nội dung cũng được khá là nhiều, và anh Quốc cũng chia sẻ rất là nhiệt tình, từ cái phần giới thiệu cũng đi khá là chậm và từng ít một đấy, và mọi người cũng hưởng ứng, có nhiều câu hỏi rất là hay, nên là cuối cùng thì chúng ta đã sẽ kết thúc vào lúc 11 giờ. Nhưng mà em nghĩ là cũng cũng không sao. Thực ra cái trong cái thời gian đấy là chúng ta cũng phát triển thêm được khá nhiều những cái nội dung hay. Thì có lẽ là bây giờ thì em cũng xin phép là kết thúc cái buổi talk show. Xin cảm ơn anh Quốc trước tiên là đã chia sẻ. Cảm ơn chị Lan Anh, chị Bảo Trân, anh Ngọc, và các bạn Thanh Bình cũng như là các anh chị em khác đã hỗ trợ. Cảm ơn các anh chị đã đặt câu hỏi và đã tham gia nhiệt tình để giúp chương Về trình về nội dung tạo thêm sẽ nhiều là cái giá trị. Và thì sau chương nội trình này thì có những cái nội dung quan trọng thì ban tổ chức sẽ recap lại, và sẽ cố gắng là nhờ những cái bạn mà có kỹ năng về vẽ minh họa sẽ triển khai thành sơ đồ tư duy và hình ảnh trực quan để cho mọi người dễ nắm bắt, và cũng để cho những người mà chưa kịp tham gia sẽ cũng có những cái kiến thức và cái nội dung chính cũng có thể tiếp thu được. Thì có lẽ là mình sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn các anh chị đã tham gia, và chúc cho một cái năm mới chúng ta nhiều may mắn và phát triển ạ. À, xin cảm ơn Mr. Quốc với cảm ơn Mr. Quốc ạ. Và mình cảm ơn mọi người. À, xin chào mọi người. À. Mọi người yên tâm là sẽ like và nội Vâng. dung bên đó để về lại sau nhé. Chào anh chị ạ. Và xin chào. Cảm ơn. Chị Trân ơi, xin ông chị gửi cho em cái phần chat trước nhé. Lúc mà record xong thì nó sẽ lưu lại cái một bản là video, một bản là MP3 là chỉ có tiếng thôi, và một cái file là ghi lại cái đoạn chat. Đấy thì cho em cái file chat đấy trước. Bây giờ mình bấm ngừng ngừng đi có đúng không? Và ngừng record. Sau đó thì non nước yên bình.
khắp nơi chung lòng mình về nơi đây cái miền không lan xa.